Có nghĩa là chúng ta khi chúng ta có một cái gì đó hiểu biết một cái gì đó cái mà mọi người sinh ra cái tính ngạo mạn á, nói chuyện không có tôn trọng người khác, học viên hỏi không có câu hỏi nào là không phù hợp. Ví dụ như người ta cái não người ta có đi trước đi và người ta đặt những câu hỏi nó chưa tới cái phần đó thì các thầy cô cũng không nên phỉ báng hay là nói chuyện một cách là không có dễ thương chút nào. Sau mình vô mình cũng nhắn tin mình nói các thầy cô thì rất là tuyệt vời rồi, nhưng mà cái cách nói chuyện của thầy cô thật sự là nó tổn thương học viên. Nghe Kiểu luôn. câu hỏi ví dụ như nói câu hỏi vậy mà đặt mai mốt học mà hỏi trước làm chi vậy? Thì tại vì học viên não người ta phải đi trước hoặc là đi sau hoặc người ta chưa hiểu. Mỗi người nó process thông tin khác nhau, không có học viên nào là đặt câu hỏi nó gọi là nó sai thời điểm cả. Tại vì đặt mình học tâm lý rồi mình phải hiểu là con người có cái tính tò mò hoặc là có cái tính muốn biết trước, muốn biết là cái con đường mình đi nó như thế nào. Thì cái cách mà các thầy cô trả lời mình nói hỏi ôi, tuy nhiên thì nhân vô thập toàn, họ được cái này nhưng mà họ mất cái khác, họ chưa có chuẩn lắm. Ok rồi, hôm nay á để coi trước khi vô học á mình sẽ chia sẻ một số cái điều các bạn nó úp trời còn năm mưa mới không có bạn nào đặt câu hỏi hết hả? Chị Biên cho em hỏi một chút chị Biên. Ừ. À, là hôm qua cái chia sẻ của chị hôm qua em rất là hay luôn và em bắt được một cái kia, có nghĩa là mình là có một cái tư duy mục tiêu là mình luôn giữ cho bản thân mình dễ thương, bản thân mình đi tới với ai cũng là được, tức là tới để yêu thương người ta thôi chứ không phải là phán xét hay chỉnh sửa gì người ta hết. Thì bản thân em trước đây á, khi em học các cái lớp về nâng cấp bản thân á, em cũng có cái tư duy đó, nhưng mà có một số cái trường hợp á, mình không quản lý được cái năng lượng của mình á, là mình vẫn bị dở. Thì hôm qua chị có chia sẻ một cái ý là cái niềm tin bên trong á, nó rất là mạnh mẽ, rất là dày, thì mình sẽ từ từ mình sẽ thực hiện được. Thì em muốn nhờ chị Biên là có thể chia sẻ thêm về những cái cách mà làm cho mình củng cố cái niềm tin bên trong của mình hay không. Ví dụ như hôm qua chị Biên có nói là khi mà chị Biên được người khác công nhận đó là em phục chị Biên sát đất trong cái tình huống này, thì chị Biên càng ngày càng được củng cố. Vậy thì những cái người như tụi em á, nhiều khi là chưa được cái sự công nhận của người ngoài, thì mình làm sao, có cái cách nào khác nữa không để mình củng cố, mình giữ cái niềm tin của mình như vậy và mình nhắc nhớ mình như vậy để mình hành xử cho dễ thương hơn. Em cảm ơn chị Biên. Câu hỏi hay đó. Thì câu hỏi của Nhi rất là hay. Cũng là câu hỏi của nhiều người ở trong đây á. Thì thứ nhất á, là bạn phải làm cái điều đó. Có nghĩa là lúc đầu mình không có tin lắm, như chị Biên chỉ mình không có tin lắm, nhưng mà mình làm đi, mình làm đi rồi mình quan sát, mình thấy là cái phản ứng của mọi người á, nó khác biệt, rồi sau đó là mình nhớ mình chưa có ai ghi nhận mình nhưng mà bản thân mình ghi nhận mình, tại vì mọi người khác quá. Ví dụ như ngày hôm qua Thủy nói á, là bình thường á mà ông xã mà làm bể cái gì á là Thủy nhằn cả ngày, hoặc là ông chồng rất là sờ sệt nhưng mà Thủy đi Đức về và ông làm bể cái một cái món quà mua ở Đức về thì Thủy rất là cố chấp, rất là bình tĩnh, không có la mắng mà cũng rất là vỗ vỗ về ông chồng là được, anh đừng lo. Thì ông chồng mới là mắt tròn mắt dẹt nhìn, có nghĩa là sau giờ nào em khác quá, ngày xưa em giữ nhưng không hổ vậy, sao bây giờ em khác quá.
Rồi con thì cũng vậy. Khi mà book vé máy bay á thì Thủy đã hỏi tới hỏi lui 5 lần 10 lượt là con có chắc chưa để mẹ book, tại vì khi mà book là không có hoàn được tiền. Người ta sẽ cho credit thôi. Thì đã confirm rồi, cuối cùng nói không có được mẹ ơi, con về không được từ Canada. Thì Thủy cũng không giận, có nghĩa là cũng không mắng con gì hết, nó không không sao đâu mẹ đổi cho. Rồi mẹ tốn 300 đô. Thì khi đó bạn sẽ quan sát, bạn sẽ thấy là ô mọi người sẽ khen bạn chứ. Khi bạn hành xử là mọi người khen bạn dữ lắm. Khi bạn hành xử đúng, mọi người khen và mọi người cho bạn những cái ánh mắt, những cái tia rất là khâm phục, không có nói giống như chị là chị Biên ơi em phục chị sát đất. Nhưng mà người thân của mình á, sẽ cho mình những cái công nhận đó. Họ sẽ thấy sự khác biệt thì lúc đó mình ghi nhận vô và mình làm thêm. Nó quan trọng là có người nào chỉ cho bạn cái cách làm đúng hay không, và bạn có bắt chước làm theo hay không. Thì khi mà cái người đó chỉ cho bạn, có nghĩa là bạn được chỉ điểm rồi. Và khi bạn làm theo, bạn có thêm cái năng lượng đó. Rồi khi đó bạn tin thêm nữa, có nghĩa là ồ cái chị này chị chỉ một điều đúng quá, thôi mình làm hết cả 100 điều chị chỉ đi để coi làm sao. Rồi mình cố gắng mình làm thôi. Rồi càng ngày á, mình làm càng một, mình làm hai, mình làm được ba, mình làm được năm, mình làm được chín. Rồi xong có một ngày mình làm được 100 luôn. Và đó là cách các bạn đang đổi mình đó. Các bạn vẫn nhắn chị đó là từ ngày học chị Biên bây giờ là không có bất cứ cái vấn đề gì trong các mối quan hệ. Và các bạn cứ bắt chước và nghe lời thôi. À, nghe lời và làm thôi, chứ không có gì hết. Thì đó là cái motivation. Bạn phải quan sát và bạn phải đặt cái ý của mình vào, mình đặt cái tâm của mình vào công việc của mình thì mình sẽ thấy nó dễ chịu hơn, nó có động lực hơn. Không biết là trả lời được câu hỏi của em chưa? À, dạ em cảm ơn chị Biên. Nãy giờ em Ừ. đang ghi lại những cái ý của chị vừa hướng dẫn để em gửi lên trên cái group chat cho mọi người lại. Ừ, Dạ quan em trọng là mọi người không có nghi ngờ về cái điều mà mình được được dạy đúng không chị? Em thấy là mình cũng có niềm tin vào cái điều mà chị hướng dẫn rồi mình cứ làm rồi không mình phải quan sát mà lại. không có được ai hướng dẫn hết, tại vì ai cũng nói lý thuyết là chính mà không ai lại chỉ cho từng tay hết, cho nên rồi cuối cùng không biết làm gì hết, đọc ra rồi có biết làm gì ứng dụng đâu. Cho nên là mình tin một người rồi mình làm theo thôi. Em cảm ơn chị Biên ạ. Chị Biên là cái người, tức là hồi trước giờ em cũng đi học rất là nhiều thầy cô khác nhau, và cho tới bây giờ thì em thấy là chị Biên là cái hình mẫu mà em muốn nói theo nhiều nhất, đi theo nhiều nhất. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Ok em. Thật ra cái khóa cuối khóa năm á, là có hai chị em ruột đăng ký luôn. Chị hai chị bạn ấy gửi tin nhắn qua, hai chị em ruột nhắn qua nhắn về đều thần tượng chị Biên hết. Rồi bà chị đăng ký rồi bà em nói thôi để em đăng ký luôn. Và hai chị em vô học luôn. Nhà có hai chị em ruột vô học một người hay quá ha. Chị chưa từng có hai chị em ruột vô học. Có chị em dâu, có gia đình là với ba chị người em dâu vô học, có nghĩa là chị em dâu là cột chèo, không biết gọi cột chèo hay gì đó, nhưng mà là chị em dâu á. Vô học là ba người, dòng họ có ba người thì có, còn mà hai chị em ruột là lần đầu tiên. Mình đang mở cái rồi mình quay lại là không có các bạn khi đi học á, khi đi học về hành xử á, mình về không, mình không có chỉ ai hết, mình không có cái tâm là thay đổi ai hết. Mình biết là mình thay đổi cho mình thôi, có nghĩa là mình là một cái ngọn đuốc sáng để ngồi mọi người nhìn thôi, mình là một cái gương mẫu để mọi người nhìn thôi, chứ mình không đi dạy lại cho ai hết, mình không có lên lớp cho ai hết. Mình đừng có ngạo mạn, đặc biệt là với những người bạn trai hay anh của mình không có nói họ bất cứ điều gì hết, mình không dạy bất cứ điều gì hết.
Tại vì bản thân của người với người không có ai trên ai cả, không có ai là cao quý hơn ai cả, không có ai cao thượng hơn ai cả, không có ai là đứng trên ai cả, mọi người đều công bằng. Mọi người đều có những cái mong muốn của mình, những cái ước mơ của mình, những cái khao khát của mình. Cho nên đó là mình hay bị ngạo mạn đó, mình hay tỏ ra mình biết điều á, mình biết nhiều quá thì mình làm cho người ta xa lánh mình đi, người ta không có thích. Rồi một cái vấn đề nữa là khi mà ngày hôm qua có bạn nói là anh ấy giống như là dội một gáo nước lạnh vô mặt của mình, thì mình có nhắc với các bạn á, là khi bạn dùng ngôn từ nó thể hiện rằng là cái nhận thức của mình nó đã sai rồi, đã sai rồi. Tại vì tất cả những cái người học tâm lý, ví dụ như anh Trần Hữu Đức đi, tiến sĩ tâm lý học đi, ảnh không bao giờ mà ảnh là nghĩ rằng sẽ có một người đi tổn thương người khác. Có nghĩa là con người không có, bản thân con người á nó không có vấn đề, chỉ có con người bị tấn công và con người bị tổn thương thôi, cho nên người ta mới hành động như vậy thôi. Ví dụ như là một loài mèo và một loài chó, nếu như mà mình không có đụng gì tới nó hết thì nó không có, nó vẫn dễ thương như là con mèo, nó vẫn là kitty, nó vẫn là một con cún rất là dễ thương. Tuy nhiên khi mà mình lấy gậy mình chọc nó đó, mình đánh nó thì lúc đó mới là vấn đề. Và bản thân con mèo hay con chó đó bình thường á, là không có vấn đề. Tại vì có ai trong cái phòng Zoom này nghĩ rằng là mình có vấn đề về 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 hành xử hay không? Nghĩ rằng là mình quá đáng hay không? Hay nghĩ rằng là mình không biết cái cách nào để mà xử mà đối hành xử với người một cách là tốt đẹp hay không? Không có người nào ở trong đây đều tin mình là người tệ cả hoặc là người xấu xa cả. Thì mọi người trên thế giới đều tin mình như vậy, và người không có vấn đề, bản thân chúng ta không có vấn đề, chỉ có những người chọc nhau thôi. Chúng ta chọc cái bánh xe, hoặc là chúng ta vô tình, mà chữ vô tình nó bị nhiều lắm, chúng ta vô tình người ta, cho nên khi mà bên kia mà nhảy động động lên á là mình biết là tại vì mình rồi đó. Tại vì nếu mà mình không có chọc á thì người ta không có nhảy động động lên, người ta không có sân si với mình. Người ta sân si với mình là hoàn toàn là bắt nguồn từ mình hết. Cho người người không có vấn đề, có nghĩa là bạn nhớ là người không có vấn đề, chỉ có người chọc nhau thôi, chỉ có người chọc tức nhau thôi, có người là không tôn trọng nhau, có người có cái cảm giác là mình không có được tôn trọng thì người ta mới hành xử nó một cách nó tấn công người khác thôi. Nó giống như loài chó, loài mèo, họ sẽ sống theo bản năng, khi mà bị tấn công thì người ta tấn công lại. Chứ ngoài ra là bản thân mỗi chúng ta, nếu mà chúng ta êm dịu để chúng ta tới với nhau á, thì không ai gây vấn đề gì cho ai cả. Mà đặc biệt khi bạn tới và bạn cho người ta những cái lợi ích á, thì hoàn toàn là không có vấn đề. Rồi ví dụ như á, là những vấn đề ngày hôm qua mình cũng có nói là bạn phải chỉnh ngôn từ lại, tại vì cái ngôn từ nó làm cho mình đi sai. Mình không có xài cái từ tích cực tiêu cực nữa, có nghĩa là trong cuộc đời bạn mà có thể lấy hai cái từ, bạn có thể giữ cái từ tích cực mà lấy cái từ tiêu cực ra, không có xử là anh ấy tiêu cực nữa, hay là không nói là các cái chị bạn của chị em tiêu cực hay mẹ em tiêu cực. Bạn mình không muốn các bạn sau này khi tương tác với mình hoặc là trên live mà bạn hỏi là chị Viên ơi mẹ em tiêu cực quá. Mình chỉ nói là cái góc nhìn của mẹ em là nhìn một mặt của vấn đề. Có nghĩa là vấn đề nó có hai mặt tiêu cực mà mẹ em chỉ nhìn một góc thôi. Chỉ có một cái góc nhìn đó nhìn hoài thôi. Có nghĩa là mẹ em chỉ tập trung nhìn một mặt của vấn đề. Đó là cái cách nói chuyện, và cách bạn nói chuyện sau này khi tương tác với tất cả mọi người trong cuộc đời cũng vậy. Mình không bao giờ mình nói về một người khác là cái người kia tiêu cực quá, cho nên em không có thích.
cho em không thích. Thì khi bạn nói như vậy á, thì cái người đối diện là nghĩ rằng á, có một giây phút nào đó người ta lại nghĩ, ồ chắc cái cô này đang nghĩ mình tiêu cực đây, và cô đang phán xét mình đây. Cho nên là ngôn từ nó sẽ điều chỉnh hành vi của bạn. Hành vi của bạn, cái sự nhận thức của bạn nó sẽ điều chỉnh cái ngôn từ. Nhưng mà khi mà ngôn từ chuẩn á, nó sẽ điều chỉnh ngược lại cái hành vi. Mà bạn có thể điều chỉnh ngôn từ là do bạn có nhận thức chuẩn mới được. Mẹ mình không có tiêu cực, mẹ chỉ có một góc nhìn duy nhất thôi, hoặc là ba chỉ có góc nhìn duy nhất thôi, và ba chỉ nhìn một mặt của vấn đề thôi, mặt bên kia và mặt bên này. Tiêu cực, tích cực chưa chắc là tốt, mà tiêu cực chưa chắc là xấu. Tiêu cực mà bảo vệ cho người khác á, chưa chắc là nó xấu, mà tích cực á, mà hại người khác á, có nghĩa là mình biết cái người đó và mình dụ để mình lấy tiền của họ, mình nói lời yêu thương á, giống như là bây giờ trên mạng bị gạt rất là nhiều á, thì cái sự tích cực đó nó rất là tai hại, nó gây hại cho con người. Cho nên tích cực nó có hai mặt và tiêu cực nó có hai mặt. Cho nên mình muốn các bạn là hứa với mình là không xài hai cái chữ này nữa. Các bạn có hứa không? Đánh vào khung chat đi. Nếu mà không biết cách nói thì mình sẽ nói thêm. Mình sẽ nói thêm cho các bạn cái cách nói. Mọi người có đồng ý không là không sử dụng cái từ đó nữa không? Không có nói mẹ mình tiêu cực, không có nói mẹ mình toxic. Mẹ không có người mẹ nào toxic hết, chỉ có người mẹ là mẹ sống theo bản năng, được chưa? Mẹ sống theo bản năng, mẹ không có toxic, mẹ yêu thương mình mà. Mẹ yêu thương mình và mẹ vẫn muốn mình tốt đẹp mà. Mẹ đâu có muốn mình trở thành một người phụ nữ là độc hại cho xã hội đâu, hay là muốn là đè mình xuống để giết đâu. Mà mình nói là mẹ mình toxic. Và nếu khi mà bạn nói mẹ mình toxic rồi á, là cái vết thương của bạn nó không có lành. Mọi người đều hứa đúng không? À, thích quá, thích quá. À, cho nên là ngôn từ của bạn nó khi mà bạn bạn đi vào với chị á, thật ra là chị ngôn từ của chị sẽ rất là nó từng dấu sắc, nó từng chữ một chứ không phải nguyên câu. À, các bạn trong lớp course á, bạn course khóa 4 á, bạn sẽ biết là mình luôn luôn chỉnh các bạn về ngôn từ, nói cái gì cũng chỉnh hết, tại cái gì nó cũng chưa chuẩn hết trơn á, câu gì cũng chị cũng thấy chưa chuẩn hết. Ví dụ như có một người đàn ông khen mình em quá giỏi rồi, em giỏi quá vậy nha. Nếu như mà chắc là không có gì, nếu mà đi hỏi là có người nào mà có thích em hay không thì chắc là không có anh nào mà không thích đâu, ví dụ như vậy. Thì mình trong cái trường hợp đó mình trả lời như thế nào là duyên dáng, mình không nói là mình không phủ nhận mà mình cũng không có chấp nhận. Có nghĩa là có những câu hỏi mà mình cười là dễ thương nhất. Có những câu người ta khen mình á, là mình chỉ cười thôi. À, cười để mà khiêm tốn thôi, tại vì mình nói cái gì nó cũng cũng tỏ vẻ là mình quá tự tin. Quá tự tin. À, cho nên là ngôn từ nó hay lắm, nó là một cái gì nó rất là tinh tế mà nó chạm tới trái tim người khác. Còn còn mọi người sống theo bản năng á, những cái người mà quăng dao búa ra thì không nói rồi, quăng bom thì không nói rồi, nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày á, ngôn từ nó sẽ làm cho bạn chạm tới trái tim nhiều người, nó có một cái sức là công phá khủng khiếp. Ok, mình ví dụ như mình nói là nhìn một mặt của vấn đề đúng không? Hoặc là mình nhìn hồi nãy chị nói cái từ gì đó. Mình nhìn cái mặt bên kia, mình cũng đừng có xài cái từ đối lập, tại vì đối là đối kháng. Cho nên khi mà nói là đối lập nó cũng không có dễ thương, nó cũng chưa là gọi là chuẩn nhất, cũng chưa gọi là nhẹ nhẹ nhàng nhất. Rồi có nghĩa là mẹ mình sống theo bản năng, hoặc là mẹ ai đó sống theo bản năng là chính, chứ mình không có nói người đó là quá
tiêu cực, mình không có nói người đó toxic. Hoặc là anh ấy cái tính cách của anh ấy nó mang đặc điểm của phái, nó mang đặc điểm của ấy, hoặc là chị ấy ghen tuông đó là đặc điểm của phái nữ, hoặc là anh ấy gia trưởng đó là đặc điểm của phái nam, hoặc là anh ấy rất là nóng giận, rất là ba hoa, không ba hoa là không được, anh ấy hay nóng giận, anh ấy hay nóng giận và anh ấy hay thể hiện bản thân trước đám đông, đúng không, hay thể hiện đám đông trước đám đông, cho nên là đó là những cái đặc điểm rất là đặc trưng của phái nam hoặc là của cánh đàn ông, và thật sự nó như vậy. Cho nên á, là nó là đặc điểm của phái, nó đặc điểm của lứa tuổi. Không phải con mình có vấn đề, nhưng mà cái sự mà thể hiện một cách là sâm hoặc là sâu mũi, sâu tai, đó là đặc điểm của những bạn ở tuổi teen, tuổi Gen J hay Gen Z gì đó. Đó là đặc điểm của bạn những tuổi teen. Thì khi mà bạn nói được cái như vậy rồi á, thì trong tâm bạn đâu có phán xét đâu. Bạn nói như vậy là nói ngôn ngữ của nhà tâm lý học. Bạn là quá đỉnh rồi. Cho nên tại sao mà khi mà người ta nói chuyện với mình chỉ bằng ngôn từ thôi, người ta biết cái sự được dạy dỗ của mình nó được như thế nào, cái trình độ học thức của mình như thế nào, và mình là cái người thuộc đẳng cấp nào, thuộc cái level nào. Chứ không phải là tự nhiên là người ta thích mình một cách vô cớ đâu. Không phải thích một cách vô cớ. Cái hồi nãy giờ chị nói, mặc dù chị cứ lặp tới lặp đi rất là nhiều, nhưng mà nó bạn nghe sau này á, nếu có cơ hội bạn nghe lại á, là nó rất là hay luôn á. Mà nó sẽ thay đổi từ bên trong mình thay đổi ra. Bạn có đi học cái gì nó to lớn đi nữa, nó oang oang, nó có cái hệ thống gì bự đi nữa, thì khi mà đi vào chi tiết á, thì cái điều đó mới là quan trọng. Đi vào chi tiết như vậy mới quan trọng. Thà là đi chậm nhưng mà biết làm gì, còn đi học những cái lớp mà đao to búa lớn quá, về không biết làm gì cũng vậy thôi. Đúng như vậy. Có nghĩa rằng khi mà mình đã dùng cái ngôn từ chuẩn rồi á, là hành vi của mình nó chuẩn dữ lắm, nó chuẩn dữ lắm luôn á. Rồi coi cho bạn nào phát biểu cái phần vừa rồi đi, và bị kẹt trong cái cách sử dụng ngôn từ đi. Bạn thấy khi mà mình make up á, mình đánh son nhạt á, nó sẽ xinh hơn à, hay là đánh không đánh vào mắt, hay là đánh son thật đỏ. Tự nhiên sáng này mình đã đánh son rất là nhạt để đổi style, khi nào cũng quất một cái màu son đỏ, đánh như gái hàng à. Trời sanh ra là mình có một cái hàm răng rất là đẹp rồi, cái đó, cái khuôn mặt này đẹp nhất hàm răng, ngoài ra không có gì đẹp hết. Son đỏ đẹp hơn hả Phượng? Ok em, màu cam nhạt nó sẽ sáng hơn. Đúng rồi, với người châu Á đó, thì mình luôn luôn có màu cam với những cái bạn mà ngâm da, nga da ngâm. Nếu ngôn từ chuẩn thì hành động sẽ chuẩn như thế nào ạ? À? Các bạn nào bật mic đi, bạn nào giơ tay nói đi, bạn nào mới nhắn tập nói chuyện với chị đi, tại chị thích tương tác, là khi bạn hỏi trực tiếp á. Ok. Cái mắt của mình nó giờ này nó cũng ok rồi, nó nhìn đều đặn xinh đẹp rồi. Đẹp dịu dàng ha. Sao có ai cái phần ngôn từ vừa rồi sao? Có bạn nói ra cảm nhận của mình đi, để mình củng cố cái niềm tin của mình đó, để mình ôn bài đó.
Tại mình không cần đi nhanh, mà mình đi qua một lần là mình biết xài luôn. Bạn nào thay mặt lớp đi, hay cứ để chị Nhi nói hoài. Chị Nhi làm cái con hy sinh vì đội nhóm hoài. Sao các bạn nào mở không, hay là không có ai giơ tay không ạ? Hiền có mở mic cho các bạn được không? Em có được chị Biên ơi, cho em có ý kiến. Em nói chị Biên có nghe rõ không? Nghe rõ em. Cái chia sẻ vừa rồi của chị Biên á làm em nhớ tới một cái bài viết mà em rất là thích của chị Biên hồi khoảng hình như năm 2003 hay 2002 gì đó. Thì cái lúc đó em đọc cái bài đó, cái em chỉ là em nhận ra là ồ, vậy sao bây giờ em không copy y như vậy, em ứng xử thử trong cái tình huống trong cuộc sống của em. Thì cái bài đó em nhớ là chị Biên cái bài đó em không có nhớ rõ là cái từ ngữ viết thế nào, nhưng mà em chỉ nhớ là chị Biên có dặn là tại sao mình khi mình giao tiếp á mình không công nhận, mình không công nhận người đối phương. Ví dụ như rồi chị Biên có đưa ra một những cái ví dụ trong từng cái tình huống, ví dụ như đối với mẹ đó thì mình sẽ công nhận như thế nào, rồi mình mới đưa cái ý kiến của mình vào. Đối với chồng thì mình sẽ công nhận như thế nào, rồi mình mới đưa cái ý kiến của mình vào. Ví dụ như với chồng thì mình sẽ công nhận ảnh trước là mình ý của anh như vậy anh hay quá, nhưng mà em thì em cũng có cái ý như thế này thì anh nghe thử rồi anh góp ý giùm em đó. Thì khi mà em đọc cái bài đó xong thì em mới đưa đưa em ứng dụng vào trong cái tình huống giữa em và sếp em. Tức là sếp em là một người Hàn thì họ cực kỳ là nóng tính. Thì sếp em có một cái thói quen là mỗi lần mà ảnh giận lên là ảnh lấy cái tay ảnh đặt cái bàn xuống cái rầm. Mà mình á, thì mình rất là sợ. Em rất là sợ tiếng tiếng động lớn hay là những cái hành động mà nó bất ngờ như vậy á. Thì sau khi em đọc cái bài của chị á thì em mới cái lần đó thì ảnh cũng đập bàn, nhưng mà không phải là giận với mình mà giận qua cái cuộc họp online á, rồi ảnh tức giận ảnh đập thôi. Thì em mới thì khi mình bước vào cái phòng đó thì ảnh ngại, thì em mới nói là ở cái tay anh có đau không, có nghĩa là mình nhưng mà nếu mà không có cái bài của chị là em sẽ không đủ can đảm nếu mà em tỏ ra là mình nữ tính như mình dịu dàng như vậy. Thì em mới hỏi cái tay anh có đau không, cho dù anh giận ai cách mấy thì anh cũng đừng có làm đau cái tay của mình đó. Rồi xong rồi là ảnh mới ký cho em cái văn bản, xong rồi em đi ra. Nhưng mà từ cái ngày đó trở đi, mỗi lần mà ảnh nổi giận ảnh giơ cái tay ảnh lên thì bắt đầu ảnh giống như là ảnh giơ lên trời, sau đó là ảnh cứ từ từ ảnh hạ nhẹ xuống. Thì sau đó là năm năm vừa rồi á, là ảnh cuối năm ảnh đi thì ảnh có nói với em một câu á, là ảnh hy vọng là ở cái nơi mới thì ảnh sẽ gặp được một cái người mà có thể nhắc nhở ảnh, tức là nhắc nhở một cách nó đơn giản thôi, nhưng mà có những cái điều mà nó làm ảnh khi mà mỗi lần mà ảnh nổi giận thì ảnh cứ nhớ tới cái câu nói của em. Cho nên là em không có ý kiến gì về cái phần chị nói, nhưng mà em chỉ mong là sắp tới những cái bài viết giống như vậy nó sẽ trở thành một cái khóa học. Ví dụ một cái khóa học ngắn chẳng hạn, chị có thể giúp tụi em là thay đổi, tại vì tụi em sẽ không tưởng tượng được. Tức là từng tình huống của mấy bạn đưa ra ở đây, nhưng mà từng người mình nghe mình sẽ rút ra được những cái ứng xử của mình. Ví dụ như cái bài viết đó mà bây giờ mà chị
thành một cái chia sẻ ở trên này á, em nói thiệt là nó sẽ giống như nó in thẳng vô trong cái tâm trí của tụi em, mà mỗi lần mà có cái tình huống gì đó xảy ra tụi em sẽ ứng dụng vào. Em những cái bài viết của chị Biên giờ em copy mà em chép mà nó thành một cái file Word rất là dài. Cho nên là em rất là biết ơn khi mà gặp chị Biên, và em hy vọng là em sẽ trở thành một cái người coach mà đi theo người thầy như chị Biên luôn. Tại vì mình cảm thấy là khi mà mình thay đổi chính mình đó chị, rồi mình có thể giúp giúp những người xung quanh mình, không phải giúp nữa nhưng mà giống như là mình thay đổi để mà người ta nhận ra, người ta cảm thấy, người ta vui vẻ, thì mình cũng cảm thấy nó ý nghĩa lắm. Dạ em xin Ok, phép. cảm ơn em. Cảm ơn em Quỳnh, Như Quỳnh. Thì thật ra là khi bạn thấy một người nhẹ nhàng á, bạn vẫn không bắt chước được họ. Nhưng mà khi bạn vô rồi nghe livestream của mình á, thì bạn sẽ biết là nó bắt đầu từ đâu. Bạn chỉ biết người đó nhẹ nhàng thôi, nhưng mà không biết tại sao là người đó nó nhẹ nhàng được như vậy. Nhưng mà khi mà chị, cái tường cá nhân của chị á, là những bài viết rất là mắc tiền á, nhưng mà tại vì nó cũng nhiều á, trong 4 năm qua nhiều bài viết lắm, mà bài nào cũng rất là chi tiết, tại vì mình biết bạn nghe livestream xong bạn sẽ quên những cái ý của mình, cho nên mình viết lại những cái phần mà cần thiết, và bạn phải học thuộc lòng, tại vì nó là những cuốn sách ở trong thư viện rất là gần tay với, nếu mà bạn có sẵn bạn thuộc lòng á, thì khi mà đụng tình huống bạn phun ra thôi. Còn nếu mà bạn không có từ điển là bạn sẽ luống cuống và bạn sẽ chọn sai từ. Cái vấn đề của Như Quỳnh cũng là vấn đề của Ngân Phượng ngày hôm qua tư vấn, không biết Ngân Phượng có ở đây không? Có nghĩa là Ngân Phượng học có khóa khóa 4 mà gần 8 tháng rồi mà vô tư vấn ngày hôm qua là Ngân Phượng với khách hàng là giống như là hai người so đo với nhau á, giống như là nghe giống như là cãi nhau vậy đó. Có nghĩa là cái bạn này nói là ồ anh chồng á vẫn còn yêu vợ cũ, nhưng mà nó không, ảnh hết không có tình cảm với cụ hết rồi, có nghĩa là nhưng mà thiếu thiếu mất cái phần số 1, cái phần công nhận. Khi mà một người nói mà bạn cứ thấy là cái sự việc mà nó căng thẳng á, là một đó là dấu hiệu cho bạn biết là mình thiếu cái sự công nhận. Hai người nói chuyện mà sao nó căng thẳng quá, và tại sao mình nói nhiều người đó không hiểu, tại sao nói nhiều người đó không nghe, là tại mình thiếu mất cái bước số 1 rồi. Cái bước số 1 rồi mình mình công nhận người đó không có nghĩa rằng là mình sẽ mất mát gì đâu, không có nghĩa rằng là mình làm người ta hư hoặc là người ta có cái tư tưởng méo mó đâu. Mình công nhận là mình nói một câu để người ta đợi chị chút đi, chị phải uống một miếng nước này. Mình thiếu mất rồi, cho nên khi bạn 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 ngồi bạn cãi với bạn trai á, mà hai người cứ cãi nhau hoài á, là tại mình thiếu phần công nhận của ảnh rồi. Mình thiếu là nhớ là cái câu á là người đời luôn đúng hoặc là người đối diện của mình luôn đúng, nhưng mà mình không có sai, và mình cũng không phải là mình là cái người yếu thế, mình mạnh mẽ và mình thấu hiểu đến cái nỗi là mình công nhận cái việc người ta nói là nó đúng, chứ không phải là mình yếu đuối. Mình công nhận người ta để mình cho người ta một cái sự tự tin và một cái tình cảm nào đó, để người ta không có còn nói nữa. Khi mà cãi nhau mà bạn chỉ cần công nhận thôi là bên kia họ im. Thì cốt đã học 8 tháng rồi mà còn bị lâu lâu vẫn còn quên mà. Còn bị nhắc mà, huống gì là không vào học lớp cốt. Không có được nhắc nhở mỗi ngày. Tại vì bạn nói ra, khi bạn tư vấn là mình nói rồi, Ngân Phượng, chắc ở nhà em nói chuyện với con em, chứ em cũng thiếu mất cái phần công nhận rồi. Em nói chuyện với người thân em cũng thiếu mất rồi. Tại vì trong cái não của mình đó, nó liên tục nó chạy theo cái phần là lý tính, có nghĩa là mình muốn giúp người khác quá, mình muốn giúp đỡ người khác quá, mình muốn người ta tốt đẹp quá,
bây giờ mình phải nói sao để cho người đó cảm thấy nhẹ lòng hơn, cho người đó cảm thấy là đừng có niềm tin cũ như vậy, để cho người đó được thấy thoải mái hơn. Nhưng mà mình quên mất á, là cái phần công nhận của mình mới làm cho người ta thoải mái, chứ không phải là cái tâm của mình đi giúp mà nó sai hướng như vậy. Ok rồi, à, chị thấy Hằng giơ tay nè, Hằng nói chuyện đi em. À, dạ em chào chị, em chào cả lớp ạ. Em vừa đi làm lao về thôi, em nghe được câu không? Thì em đang có một chút cái lăn tăn, nên nó hơi hơi riêng tư thôi. Thì em tức là từ 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 trước cái chủ đề ngôn từ này từ nhỏ rồi. Thực sự em rất là ngưỡng mộ những cái người làm MC, họ hoạt ngôn khủng khiếp và cái lời họ nói nó làm xoa dịu cái người nghe lắm. Thế thì em muốn hỏi chị là có phần nhiều nào là cái sự hoạt ngôn và cái sức mạnh của ngôn từ nó là năng khiếu, và tức là em muốn hỏi chị là chị có tin vào có cái khả năng về năng khiếu ngôn ngữ, sự hoạt ngôn, hay là những cái mà ví dụ mình thấy những MC mà dẫn những cái chương trình hoạt náo hay bất kỳ một cái chương trình nào nó không phải chính trị, nó không phải sự trang nghiêm ấy, cái sự thì tất cả đều do rèn luyện hả chị? Tất cả đều có rèn luyện. Ngay khi bạn hát hay á, không phải là bản năng bạn hát hay, bạn không đi học thanh nhạc bạn không bao giờ hát hay được chứ. Tất cả đều qua tập luyện em. Chị ơi, thế thì em chắc là nó cũng không không câu hỏi của em nó không ổn lắm, nhưng em đang bị là lăn tăn một chút, tức là cái nghề họ kiếm ăn được từ cái việc nói thì bắt buộc họ phải như thế, hay là từ cái việc họ luyện tập nó ngấm sang được cái cuộc sống của người ta, là cái việc người ta rèn luyện ngôn từ để kiếm tiền thì chắc chắn đấy là cái công việc của họ rồi, nhưng mà có bao giờ cái sự rèn luyện ngôn từ mà nó phát triển được bản thân, nó ngấm con người mình đến một cái sự phát triển lớn không? Tức là người ta chỉ hay trên sân khấu thì liệu rằng là cái cuộc sống riêng tư người ta có ngôn từ, người ta có hoạt ngôn, có xoa dịu được như thế hay không? Người ta học hoạt ngôn á, đó là khi mà các trường họ dạy MC á, họ sẽ dạy rất là kỹ là những cái ngôn từ này có thể nói, những cái ngôn từ kia không có được nói, như là tiêu cực không có được nói, cho nên cô giáo chỉ rất là rõ, rất là rõ. Thì nó tùy vào cái gọi là cái khả năng của cái người MC đó. Nếu mà người MC đó có thể liên kết được những cái điều mà cái cô dạy cho mình á, cái thầy giáo dạy cho mình đó, nó có liên quan tới những hoạt động hàng ngày, thì người đó mới áp dụng vô đời sống, và người đó ở trên sân khấu và đời sống nó là giống nhau. Nhưng mà có những người MC trẻ họ chưa có cái khả năng thẩm thấu và chưa có khả năng liên kết là tại sao cô dạy như vậy, và ở trong hàng ngày của mình có sử dụng được những câu như vậy hay không, và họ không hiểu được cái lý do phía sau. Ví dụ như cái người 50 tuổi giống như chị đi học đi, mình nói cô nói là em phải nói câu này, em không nói câu này, thì mình mới suy nghĩ tại sao cô nói vậy ta, nó tại sao nó có tổn thương người khác hay sao á, cho nên chị mới linh rồi chị mới nói là à cái này mình có thể xài được ở nhà nè. Cho nên á, là không phải ai đi học MC thì cái sự hành xử của họ ở trong đời sống hàng ngày đều chuẩn, nó phụ thuộc vào cái bản lĩnh, cái khả năng thẩm thấu, cái độ tuổi cũng như cái độ trưởng thành của cái người đó, em hiểu không? Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Cái về cái vấn đề ngôn từ ấy, sao em cứ có một cái dâng lên cái cảm xúc ngưỡng mộ những người MC lắm, vì cái lời họ nói ra nó sẻ chia lắm, mặc dù họ không cho mình một cái gì, không cho mình lợi ích đâu, nhưng cái lời họ phát ngôn ra nó là cái sự sẻ chia, là sự yêu thương. Từ ngày xưa đã thích MC lắm. Vâng, em cảm ơn. Được huấn luyện rất là bài bản đó, được Dạ. huấn luyện thì qua đó bạn mới thấy là mọi thứ trong cuộc đời này, nếu chúng ta không đi học thì chúng ta sẽ hành xử theo bản năng, theo bản năng. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ.
thì mỗi mỗi cái ví dụ như hôm nay bạn học bạn ngồi bạn nói chỗ chắc phải thu vô gom vô chắc cũng phải mấy trăm cái gạch đầu dòng kiến thức á, thì nó mới mới đi đáng cái công mình bỏ ngồi học không có đâu. Hồi nãy giờ bạn chỉ cần lấy cái ý vừa rồi thôi, bạn thay đổi ngôn từ trong cái đời sống mình từ đây hết đến hết đời là cuộc sống của bạn nó lại qua một cái trang mới rồi đó. Và cái điều này mới là cái điều mà bạn cần học á, chứ mà ngồi đi slide nhiều nó cũng không có ý nghĩa gì đâu, không có ý nghĩa gì đâu. Cho nên mình đi chậm là vậy. Ví dụ như là mình luôn, các bạn luôn có một cái những cái ý, nhận định về đàn ông á, là đàn ông á nóng tính, anh ấy không nóng tính gia trưởng. Thì thật ra nếu mà bạn đi học cái lớp mình hoài á, bạn sẽ hiểu á, là nóng tính gia trưởng là đặc tính của phái nam, và cái điều nó bình thường. Cho nên đi học về rồi thấy anh nóng tính gia trưởng thì mình thấy mình bình thường. Tại vì cái chuyện đó là chuyện đặc tính của với con khỉ, nó sẽ có cái đặc tính của nó. Loài voi nó sẽ đặc tính của vòi voi. Cái con hươu cao cổ nó đặc tính con hươu cao cổ. Con panda, gấu trúc nó đặc tính của gấu trúc. Không ai đi nói là gấu mày đừng có làm vậy, hay là nói ê hươu cao cổ mình đừng làm vậy nha. Tại vì đó là đặc tính của loài nó mà. Con khỉ thì nó có đặc tính của loài này. Em xin lỗi nhưng mà có chị Ngọc Châu chị đang tắm mà nó có hình ở trong đó luôn chị Biên Trương. Em xin lỗi là cắt ngang lời chị Phạm Thị Ngọc Châu á. Chị đang Để chị cởi đồ em thấy luôn kìa. ok để chị tắt mic. À, chị Châu ơi, Châu có nghe chị có Châu sorry, các bạn Hiền có thể giúp chị không, quản lý không? Chị ơi em bị mất quyền đồng chủ trì á chị. Ok, để chị cho em cái quyền host. Ok, chị đi tìm set cái bạn ấy coi. Dạ, được rồi chị. Ờ nghề bóng đi tắm còn nghe nghe nghe. Chị không có tìm được chị Châu. Chị ơi, tắt camera đấy chị ạ. Tắt rồi hả? Em nói là tắt rồi hả em? Vâng ạ. Rồi. Ok, vậy tốt. Ok. Rồi. Thì tự nhiên nói tới đâu quên rồi. Tới đâu rồi mọi người? Nói tới con panda á chị. Hả? Nói tới con Đàn khỉ ông. con Đàn cao ông. nóc tính như kia. À, đúng rồi. Nó cũng Đàn ông. không đặc tính đàn ông ạ. À, đàn ông có tính gia trưởng. Hay là đàn ông hay hay tranh giành trên bàn á, cứ nói nhồi nhiều quá, không có lắng nghe người khác, và cái voice của người ta rất là lớn. Hoặc là đàn ông á là không có mềm mại với con, luôn nghiêm khắc với con mình, thì cái chuyện đó nó bình thường. Mà khi mà bạn đã nghĩ nó bình thường rồi á là bạn cái sự phản ứng của bạn không có, mà khi sự phản ứng không có thì ai cũng mến mình hết, ai cũng mến hết. Rồi đặc tính của bà, có bạn nào nói cho mình biết là đặc tính của đàn ông là gì nữa không? Họ thiếu đi cái sự chia sẻ trong giao tiếp, họ không có nói. Và không nói không không có nghĩa rằng là họ coi thường mình, không có nói cũng không có nghĩa rằng là họ không yêu thương mình, nhưng mà đó là đặc tính của loài. Cho nên bạn bạn nói là bạn trai của em không có chia sẻ gì hết, ảnh rất là khô khan về tình cảm. Không, anh không có khô khan về tình cảm, anh chỉ ít nói thôi, anh không nói I love you thôi. Nhưng mà nhiều lúc mà cái người nói I love you hoặc là I miss you a lot đó, những cái người đó thì họ lại quá sành sỏi về đường tình tình duyên, về gọi là cua gái, thì mình cũng không muốn đâu. Hoặc là mình nói là đàn ông hay áp đặt cái quan điểm của họ, không có cái người đàn ông nào áp đặt quan điểm hết. Nếu mà bây giờ nói là người đàn ông đáp áp đặt quan điểm hoặc là gia trưởng
hoặc là hay khinh cái lời nói của mình, có nghĩa là bác bỏ những cái ý kiến của phụ nữ, thì bạn chuyển cái câu này là như thế nào? Có bạn nào có đủ sức để chuyển cái này không? Mình nói về người đàn ông như thế nào, ngôn từ mình thay đổi như thế nào? Cái ngôn từ này nó cũng rất hay khi mình góp ý với chồng mình á. Ví dụ như mình nói là mình nói anh là anh nóng tính quá. Anh nóng giận quá. Anh không có kiểm soát được cái bản năng. Anh nên đi học những cái lớp mà kiểm soát cảm xúc đi. Thì là mình đang tổn thương người bạn trai của mình. Nhưng mà mình nói là cái đặc tính của phái nam của anh đó là những cái người mà leader, những cái người mà bảo vệ phái yếu, cho nên ở đâu đó nó có một cái sự mạnh mẽ hơn phái nữ, nó hơn phái nữ. Và khi mà bạn nhận ra như vậy rồi á, tự nhiên bạn cũng muốn góp ý cho người đó thay đổi nữa. Bạn nói thôi anh giữ cái đặc tính đó nam tính cho em, chứ anh đừng có bớt nóng giận, tại vì anh bớt nóng giận á, anh sẽ ra con gái, mà em thì em không có thích con gái, em thích con trai thôi à. Cho nên tại sao mà khi mà chị tới với các anh á, không có anh nào có vấn đề hết, không có con người không có vấn đề, mình đừng có chọc người ta thôi. Nhưng mà người ngoài nhìn người ta có vấn đề, nhưng mà mắt của chị nhìn là không có vấn đề. Thực ra trong mắt chị ai nhìn cũng đẹp hết, mà đẹp đó nó không phải là, không phải đẹp là tiêu chuẩn là mắt hai mí da trắng, tóc dài, hay là người cao ráo, người lùn bụng bự mà cũng rất là đẹp. Tại vì mình nhìn cái tâm chứ mình không có nhìn cái, mình nhìn cái tâm của người ta chứ mình không có nhìn hình hình thể. Để mà có nghĩa là mình nhìn cái sự yêu thương người đó dành cho mình á, rồi mình thấy người ta đẹp. Mà nếu mà người đó không có sự yêu thương dành cho mình á, thì cái sự bao dung yêu thương của mình dành cho họ, mình thấy họ đẹp. Và khi bạn nhìn người khác, nhìn với nhìn cái tâm của mình á, tự nhiên với cái ánh nhìn của mình thôi, người ta đã thấy yêu thương mình rồi. Có nghĩa là mình nhìn người đó, cho nên khi trên Zoom hay là khi tương tác bên ngoài gì đó, mình cố gắng mình lấy hình ảnh của người đó rất là chi tiết. Mình không chỉ lấy khuôn mặt của họ đâu, mình để ý coi cái chân của họ đang di chuyển như thế nào, họ đang ngồi gác chân như thế nào, cái tay họ họ đang sử dụng tay như thế nào, có nghĩa là tay họ lúng túng hay là tay họ đang ngồi rất là chỉnh chồng kiểu này, hoặc là tay họ đang tựa ghế, hay là tay họ đang làm gì. Mình chứa đựng nguyên cái con người đó trong cái suy nghĩ của mình, thì khi đó là mình rất là quan tâm tới họ, thì mình đã chưa có mở lời thì người đó đã thấy mến mình rồi, người đó đã mến rồi rồi. Cho nên á, khi mà bạn bạn hiểu được hết á, bạn áp dụng được hết những cái điều mình nói á, mình nói với các bạn á là các bạn đi ra ngoài được là trai theo là chỉ kiếm đường bỏ chạy chứ không, đặc biệt là phái nam, đặc biệt là phái nam theo mà nhiều không không chịu nổi luôn. Rồi mình nói hồi nãy chị đặt câu hỏi đó, có bạn nào nói lại cái cụm từ đó không? Có nghĩa là anh áp đặt, anh gia trưởng, anh không có nghe lời em nói, anh bác bỏ những ý kiến của em. Thì về đặc tính của phái nam bạn nói như thế nào cho hay? Các bạn nào muốn xung phong không? Có Tuyết Vân nè, Tuyết Vân muốn thử không? Dạ hello chị. Ừ. Dạ em mới vừa vào tại vì cái mạng của cái máy của em Zoom nó bị lỗi, em chị có thể chia sẻ lại không? Ừ. Thì chị nói là không có dùng cái từ tiêu cực tích cực, mà mình nói là một người sẽ có một cái góc nhìn khác nhau. Dạ À, vâng ví ạ. dụ là mình giật một mẹ mình nhìn một mặt của vấn đề, và hai mặt đó không cần phải đối lập, tại vì đối lập là nó sinh ra cái sự mâu thuẫn. Dạ. Thì khi mà mình nói với mình không nói là người đàn ông tiêu cực hay mẹ mình tiêu cực hay mẹ mình toxic, mà mình nói là đó là đặc tính của loài, của giống, của loài, của phái.
của lứa tuổi của một cái nhóm người chung nào đó, một đặc điểm văn hóa vùng miền, thì mình sẽ tránh đi được cái sự phán xét. Tại phán xét là mình đi từng người, nhưng mà bây giờ mình nói nguyên cái nhóm đó luôn, nguyên cái nhóm người đạo Phật, nguyên nhóm người đạo Công giáo, thì đó không phải là sự phán xét mà đó là nêu ra đặc tính của nhóm. Thì bây giờ á, đàn ông á họ luôn có cái đưa ra những cái chính kiến của họ để cho mình thay đổi, họ đưa solution á, và khi họ đưa ra solution á thì mình lại cảm giác rằng họ đang áp đặt và họ bác bỏ ý kiến của mình, tại vì họ thiếu cái bước công nhận mình. Họ đâu đi học tâm lý đâu, họ đâu đi tới cái lớp này đâu, thì họ luôn bị thiếu cái bước số 1. Nhưng mà mình khi mình học cái này về cái một cái dấu hoa thì nhỏ, mình có cần phải nói ảnh là ảnh anh thiếu cái bước số 1 rồi không? Không có. Khi mà mình đã thấu hiểu như vậy thì người đó họ có bác ngang cái lời mình thì mình biết rằng là cái người này không hợp tâm lý mà anh đã thiếu số 1 rồi. Nhưng mà cái tâm của mình nói ui mình chắc phải nói cho anh biết để anh đi ra đường, để anh nói người khác biết chắc là anh sẽ nhìn đẹp hơn trong mắt người khác. Không cần. Bạn không cần phải lo cái chuyện đó. Ảnh có thay đổi hay không á, đó là câu chuyện của ảnh. Câu chuyện của mình á là mình không có nói gì cho anh hết á, và mình chấp nhận con người này, và mình cho ảnh ta biết là mình công nhận ảnh và mình thấy ảnh đẹp trong mắt mình, đó là tới đó thôi. Chứ đừng có ham hố quá. Tại vì cái ham hố của bạn nó sẽ đẩy cho cái mối quan hệ nó tệ. Tại cái người kia không có nghĩ rằng là bạn đang muốn họ tốt đẹp hơn trong mắt người khác, mà người đó họ đón nhận bằng cái cách đó là bạn hơn người ta. Bạn hơn người ta một bậc và bạn đang có ý dạy dỗ. Thì bây giờ về cái Tuyết Vân á, về cái việc là anh ta đàn ông luôn áp đặt như vậy, thì em nói như thế nào, em suy nghĩ như thế nào về ngôn từ, thay vì mình dùng những cái cụm từ đó để cho mình bớt đi cái sự phán xét và mình chấp nhận con người ta nhiều hơn. Có nghĩa là đây là chủ đề chấp nhận người ta như chính người ta là đó. Dạ em hiểu ý chị Biên rồi. Góc độ của em thì thứ nhất cũng phải tùy theo cái bạn đó. Nếu mà bạn ấy đã mềm sẵn rồi thì bây giờ học với chị Biên nó sẽ càng mềm hơn. Còn bạn nào em sẽ chia sẻ trên góc độ của bạn đó là chưa có được mềm và cứng mà lại học kiến thức quá tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ làm sao để nó là của mình á, thì trước hết thì bạn cứ chia sẻ theo cái góc độ về cảm nhận của bạn trước. Nếu mà bạn thấy sốc khi anh ấy nói thì có thể chia sẻ là em cảm thấy là dường như là em có một chút hơi khác với anh, nhưng mà em cảm ơn cái quan điểm của anh rất là hay. Em nghĩ là em sẽ học hỏi thêm rồi dừng ở đó để xem phản ứng của anh bên kia như thế nào. Có nghĩa là mình nếu mà mình không thể mềm được hết mức thì mình nói ngắn thôi, đừng có nên nói quá dài. Tại càng dài thì sẽ làm, nói chung là nó vì nó chưa là cái của bạn á, cho nên sẽ rất là dễ là cái cảm xúc của mình đẩy ra rồi mình lại nhảy vào cho lời khuyên, rồi sẽ đi học rất là hay, rồi bắt đầu sẽ liệt kê cho anh là em học hay như thế này này cái kia, cho nên nói ngắn gọn nhất có thể. Rồi sau đó quan sát cái đối tượng là cái anh nam đó hay là người chồng, người bạn trai của mình á, rồi mình mới tiếp tục tùy cơ ứng biến tiếp. Nếu anh thấy có lẽ là anh vẫn im, có nghĩa là anh chấp nhận, thì mình sẽ bước thứ hai mình xin phép chia sẻ cái quan điểm của mình, nhưng mà chỉ là chia sẻ thôi chứ đừng có nên lại tiếp tục cái điệp khúc mà giống như thường nói là hay dạy đời, vì mình đã biết kiến thức đó, mình rất là dễ nhảy vào cho lời khuyên hay là chia sẻ nhiều hơn. Dạ em xin hết. Còn khi mình nói về họ, mình kể về người đàn ông, mình đang nói về đặc điểm của họ cho một người khác thì mình nói như thế nào? Ví dụ con chạy tới nói em á, là chồng của em á, là cái người rất là gia trưởng, rất là độc đoán và không bao giờ lắng nghe em, và có ý là khinh thường bác bỏ những cái lời góp ý của em, và ảnh luôn áp đặt em, thì em reframe cái câu nói của chị ấy cho chị ấy hiểu như thế nào để chị ấy không phán xét. Trước hết thì em sẽ nghe chị ấy nói trước, sau đó thì em sẽ hỏi thêm, vì
Cái này là chỉ là một chút phân tích hơn ngoài thôi, chứ còn em lúc mà trả lời thì em cũng sẽ hỏi là không biết cái điều gì làm cho chị cảm thấy rằng là anh đã có cái góc nhìn là chị cảm thấy nó hơi, ví dụ như là anh nói là gia, chị nói là gia trưởng đúng không, thì em có thể hiểu hơn không, thì chị sẽ chia sẻ ABCD gì đó, mình dựa trên cái điều đó mình có thể reframe lại để mình cho chị có cái góc nhìn mới hơn. Còn cái việc mà chị ấy có thay đổi sau khi mà mình chia sẻ không á, thì cái đó là mình phải tôn trọng cái chị kia. Nhưng mà mình góc độ của mình biết chồng mình như thế nào, cũng có thể là anh có gia trưởng thật, nhưng mà cũng có thể là cái góc độ lúc anh chia sẻ trong câu chuyện của anh với chị á, nó không hoàn toàn là như vậy. Nhưng mà người khác nhìn vào họ rất là dễ đưa ra cái kết luận liền, thì mình là nên là người giống như là người trung 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 hòa, cũng không nhảy vào bảo vệ hết mức, mà cũng không nên, nên cái góc độ của em là nên tìm hiểu kỹ để hiểu được cái tình huống nào để cho chị ấy ra cái kết quả đó, để cái mối quan hệ của mình với cái chị kia cũng như là với chồng và của mình có thêm được nhiều góc nhìn hơn. Ok em, cảm ơn Vân. Có lẽ chị có cảm xúc như vậy đúng khi chồng em nói như vậy. Có bạn nào học viên muốn thử không? Các bạn ngồi từ đầu bằng bạn biết ý của mình á, ý của chị á. Alo ạ, dạ chị ạ. Thì em xin phép có cái thử trả lời cái câu này đi ạ. Thì em cảm thấy rất là ấm lòng và cảm thấy rất là vui khi mà chị quan tâm đến cuộc sống của em. Mà nhiều khi em cũng cảm thấy là anh ấy đúng là như chị nói thật đấy. Tuy nhiên thì em cảm thấy là cũng có chút hiểu nhầm chị ạ. Tại vì là em luôn cảm thấy là chồng em làm cái gì đi chăng nữa, bất kỳ một cái việc gì anh ấy làm nó đều có lý do của anh ấy, và em luôn tin anh ấy. Là sao chị vẫn chưa có hiểu? Là có một người đang tức là em đang nghe là em cảm thấy là, tức là em đang hơi hơi bận thì em có hiểu là có một người phụ nữ đang tâm sự với mình là chê chồng mình phải không chị? Đúng Là rồi. mình gia trưởng các thứ. Thì Ừ. câu trả lời của em là em cảm thấy ấm lòng khi mà chị quan tâm đến cuộc sống của em để công nhận họ. Tiếp theo là nhiều lúc em cũng cảm thấy chồng em như chị nói vậy đó, nhưng mà tuy nhiên em thấy trong cái cuộc sống hôn nhân thì có thể là chị đang hơi hiểu nhầm chồng em một chút. Em sống với ông ấy thì em cảm thấy là bất kỳ cái điều gì anh ấy làm nó cũng đều có lý do của anh ấy. Ok thôi, được rồi. Ngưng được rồi. Tại các bạn không ngồi học lên đó nêu như vậy đó. Bạn thấy không? Ngồi học mà không tập trung là nó ra như vậy đó. Có bạn nào khác không? Cảm ơn em Hằng. Viên em thử được không chị Viên? Được. Rồi, Em em thử em thử đi. có cái chị A nào mà lại mà nói với chồng em là như vậy thì em sẽ nói với chị là ồ em cũng cảm ơn chị An nha, chắc là chị phải là người rất là sâu sắc mới nhìn thấy được cái điều đó đó. Chị mới thấy được người đàn ông là thường hay là có tính là hay là có nghĩa là dominant tiếng Việt rồi đấy. Nhưng mà theo với góc nhìn của em á, thì em nghĩ là người bản chất của người đàn ông thì bản năng của người đàn ông thì hay hay có tính gia trưởng, và hay đưa ra cái quyết định phán xét, hay quyết định là đưa ra một cái giải pháp cho người phụ nữ mình. Thì theo em, góc nhìn của em là như vậy. Và chị có thấy chị có thể nào cho em biết là cái điều đó này, chị nghĩ như thế nào về điều đó? Xâm tham như vậy. Ok, mình đi phải không em? Em nói rất là chuẩn, có nghĩa là em có bước số 1 công nhận họ, và số 2 em nói đặc tính của khoái. Tuy nhiên á, nó có một cái câu em nói rằng á, đó là góc nhìn của em. Không phải. Nếu mà em làm cái câu của em nó tuyệt vời hơn nữa thì đây là ai cũng phải công nhận thôi, chứ không phải góc nhìn của em. Cái này là cái sự thật, và cái này là ai cũng phải chịu, và cái này nó bị chi phối toàn bộ chứ không phải là góc nhìn riêng của chị.
Tại vì khi mà góc nhìn riêng của chị á, thì nó là ý phán xét rồi, nó có ý là của cá nhân rồi. Nhưng mà khi mình nói không, cái này là người nào cũng phải nhận thức như vậy thôi. Rồi quay lại câu hỏi của Hằng, câu nói của Hằng. Hằng nói rằng là chồng của chị cũng như vậy. Chồng của chị cũng như vậy có nghĩa rằng á, là mình ở đâu đó mình công nhận rằng là cái người chồng ở bên kia á, có một cái sự sai trái và chồng mình cũng có một cái sự sai trái và chúng mình đồng cảm với nhau. Thì cái điều đó nó về cái mức độ công nhận đồng cảm, nghe thì nó rất là hay. Nhưng mà khi á, mà bạn nói như vậy á, thì bạn sẽ củng cố niềm tin bên chị đấy là chồng mình tệ thật và chồng cô ta cũng tệ. Nói chung là đàn ông là đều tệ như nhau. Đúng không? Phải vậy không Hằng? Em không có nói câu đó, ok rồi. Hằng không có nói. Tuy nhiên á, để nói về cái người đàn ông gia trưởng và áp đặt đó đó, mình như chị hồi nãy chị có nói sơ sơ á, là đàn ông luôn đi ra những cái giải pháp. Thứ nhất là đặc điểm của đàn ông là sẽ cho mình giải pháp để mình ra hành động, tại họ sống vì lý tính. Họ sống vì lý tính, họ không quan tâm tới cảm xúc. Họ 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 không phải là cái họ giải quyết vấn đề không quan tâm tới cảm xúc. Đầu tiên là họ không phải là phái sống về cảm xúc, thứ hai họ sống vì lý tính. Họ sống vì lý tính và cái thứ ba là họ luôn đưa ra giải pháp. Thì đó là đặc tính của đàn ông. Cho nên khi mà họ áp vô cái cuộc nói chuyện với mình á, nó luôn luôn có cảm giác là cái người này là cái người áp đặt, gia trưởng và không lắng nghe mình nói, thiếu 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 cái bước số 1, thiếu cái ước đồng ý á, công nhận là người đàn ông này trở thành là cái người không lắng nghe người khác rồi và lại đưa cái giải pháp của mình. Nhưng mà trong tâm anh ta chỉ muốn bạn tốt đẹp hơn thôi. Anh ta muốn bạn không có bị sai lầm, muốn cho bạn không có bị vấp va vấp và muốn cho bạn ra cái kết quả tốt. Cho nên chồng của các bạn không phải là người gia trưởng độc đoán áp đặt, không lắng nghe tâm sự của mình, mà anh cũng như là những người đàn ông khác, cũng như những anh chồng khác. Nhưng mà bạn trong cái ngôn từ bạn thấy á, anh cũng như những người đàn ông khác nó sẽ khác khi bạn nói là anh cũng như những anh chồng khác. Hai cái câu nghe cân nặng lên là thấy nặng nhẹ khác nhau, thấy nặng nhẹ khác nhau liền. Thấy nặng nhẹ. Cho nên trong cái khi mà bạn nói á, bạn phải chọn như thế nào là nhẹ nhất, thì anh cũng như những anh chồng khác. Tại anh chồng là không có sự phán xét đúng không? Còn anh cũng như mấy người đàn ông khác, mấy người đàn ông khác là có sự phán xét rồi. Anh cũng giống như anh chồng khác. Thì đặc điểm của phái nam là cái người sống hoàn toàn vì lý trí và các anh luôn có những cái giải pháp đi trước. Khi mà nhìn một vấn đề thì anh chỉ thấy toàn giải pháp thôi. Và vì là cái sự háo hức, cái sự eager, cái sự nôn nóng cho đối phương một cái giải pháp mà anh đã bỏ qua cái bước công nhận phụ nữ và anh bỏ qua cái bước là quan tâm tới cảm xúc của nữ. Rồi, tuy nhiên đặc tính loài thì đặc tính phái thì mình hoàn toàn có thể hiểu được, mình hoàn toàn có thể hiểu được. Thì khi bạn nói như vậy rồi á, thì tự nhiên á, là bạn sẽ không có cái tâm đi thay đổi cái người đàn ông khác. Bạn ngồi đó bạn lắng nghe và bạn rất khoái chí. Ô, cha này đang thiếu bước số 1 công nhận nè. Ô, cha này đi lý tính quá. Ô, cha này đang ra giải pháp nè. Tôi nắm biết hết những tâm lý của mấy anh nha. Mình đang nói thầm á. Mình đang nói thầm trong người của mình. Cái tiếng nói bên trong của mình là như vậy. Thì bạn ngồi bạn rất là enjoy cái cuộc nói chuyện. Tại vì mình nắm thóp mà. Mình là cái người nắm thóp. Chứ không không phải là người bị động. Thì khi mà nói được như vậy rồi bạn đâu có vấn đề gì nữa đối với người đàn ông đúng không? Rồi em nói đi, chị thấy số 18 nè. Dạ, em chào chị Biên ạ.
Chị nói về cái phần này thì em mới có một chút thắc mắc hỏi chị á, là như là em cũng nghe này chim với nghe bên anh Tuấn, thì chị cũng là một học trò ưu tú lúc trước của anh Tuấn. Thì em mới hỏi cái chỗ mà không có được người đàn ông nào gia trưởng độc đoán, thì em nghe lên chị anh Tuấn thì em có hiểu là khi mà một người đàn ông theo đuổi phụ nữ thì nếu mà anh ta yêu người phụ nữ đấy thì người ta sẽ không gia trưởng và độc đoán. Tức là khi mà đã đi đến là yêu và cưới ấy, thì cái sự độc đoán nó không còn tồn tại trong người đàn ông mà khi họ yêu cái người phụ nữ đấy á chị. Chị không nghĩ như vậy. Chị không nghĩ rằng là cái khi người đàn ông yêu người người ta sẽ không độc đoán. Nhưng mà khi yêu á, trong cái giai đoạn hẹn hò á, thì người ta ém những cái phần đó xuống. Người ta ém thôi. Có nghĩa là cái sự độc đoán nó vẫn còn đó, đặc tính loài nó vẫn nằm ở đó. Nhưng mà được che đậy thôi. Nhưng mà khi mà về với hôn nhân á, hoặc là quen một thời gian dài á, những cái cảm xúc mà về yêu á, nó vơi dần đi á, nó quay lại baseline á, thì lúc đó là về hôn nhân mới thấy rõ, là lúc đó mới bị. Còn trong giai đoạn yêu thì không ai thể hiện gì hết, ai cũng thể hiện đẹp nhất có thể, anh ta có những cái góp ý gì đó hay là gì đó thì anh ta cũng bị nói sai nha, trong cái giai đoạn hẹn hò, nhưng mà anh ta học bài học. Có nghĩa là ảnh nói ra rồi bên kia phản ứng một cái, thì hôm sau trở đi là ảnh ảnh gom lại hết, ảnh đem anh ém hết, anh đè xuống, anh chôn nó dưới. Nhưng mà khi mà về hôn nhân á, mà cảm xúc yêu nó hết á, là mấy cái đó nó bung lại trở lại y như cũ, giống như là cái bong bóng á, nó đè xuống rồi nó bung lên như bình thường, là lúc đó là bạn sẽ thấy. À dạ em hiểu rồi, em cũng rất là thích cái em thích là và rất là ngưỡng mộ cái tư duy này của chị Biên đó. Khi Biên mà anh Tuấn. bạn cố tình bạn tấn công một cái phái nào đó và bạn khẳng định là họ sai, họ sai, họ sai, thì là bạn đi theo cái hướng không chấp nhận người ta như chính người ta là. Nhưng mà khi bạn chấp nhận người ta như chính là bạn đã thay đổi trong cái cách suy nghĩ, và trong ngôn từ mình cũng thay đổi luôn. Rồi bây giờ qua cái ý tiếp nè. Người đàn ông á, thiếu trách nhiệm có nghĩa là vô tâm, và thiếu trách nhiệm với gia đình. Bạn nghĩ như thế nào về cái câu này? Đặc tính của phái nam tại sao nó ra là người đàn ông vô tâm và thiếu trách nhiệm? Tại sao nó vô tâm và tại sao là thiếu trách nhiệm trong gia đình? Cái đó là cái sự nhận xét của phụ nữ thôi. Nhưng mà mình thấy đàn ông rất là trách nhiệm. Bản thân mình thấy, mình có thể nhìn thấy được. Họ trách nhiệm với cái lời họ nói ra, họ không bao giờ thất hứa. Thật sự á, cũng có mấy anh thất hứa chứ không phải không. Nhưng mà đa phần đàn ông á, nói lời là giữ lời. Phụ nữ của mình á, lúc thay đổi cảm xúc á, là thay đổi lịch trình, thay đổi kế hoạch. Nhưng mà đàn ông á, cho dù gì đi nữa, người ta vẫn giữ lời hứa. Nhưng mà các chị luôn nhận xét rằng các anh không có trách nhiệm và vô tâm. Thì có bạn nào muốn thử sức cái này không? Làm sao mình giải thích là người đàn ông, mình có nói người đàn ông vô tâm và thiếu trách nhiệm không? Không. Mình không có nghĩ về chồng mình như vậy. Nhưng mà nếu không nghĩ như vậy thì ngôn từ như thế nào? Kim Hoa nói đi em. Dạ chị, em nghĩ cái chữ vô tâm á, là mình đặt để cho họ thôi. Mình kỳ vọng vào họ mà họ không có làm. Cho nên nếu mà mình muốn họ không có vô tâm thì phải nói rõ mình muốn họ làm gì.
À, đàn ông họ không có đọc được cái mind của mình, họ không biết mình muốn gì, cho mình cần cái gì mình cứ nói thẳng, anh giúp em làm này làm kia, như là mình cứ đưa cái list cho họ để họ làm thì họ sẽ làm, thì đó mình sẽ không nói là mình họ vô tâm nữa. Mình cứ kỳ vọng mà mong đợi, mình không có mình cứ assume hay là mình cứ ngồi để mình chờ thì mình sẽ thấy họ vô tâm thôi. Cho nên ăn thua, mình cứ nghĩ như vậy, mà mình muốn gì thì mình cứ nói thẳng ra và hai Nhưng người mà cùng đặc chung điểm của phái nam là như thế nào? Có nghĩa là đặc điểm nguyên một cái phái nam là như Đặc điểm phái nam thì họ rất là vô tư, họ không có đi theo như phụ nữ mình, họ không có để ý lắm, cho nên mình họ không có đoán được mình muốn gì, cho nên mình muốn gì mình phải nói rõ. Vậy thì khi mà mình dùng ngôn từ mình nói anh là cái người chỉ nghĩ về những cái project lớn, những cái định hướng lớn, Dạ những đúng cái rồi. con đường đi lớn mà anh không quan tâm tới chi tiết. Khi mà thật sự mình đối diện với họ á, mà mình nói mà mình khen á là như vậy. Đúng rồi, mình khen những chuyện đó lớn trước, xong rồi những chuyện nhỏ thì mình có thể đưa ra mình nói là em sẽ vui hơn nếu anh Nhưng giúp anh mà làm. em là phụ nữ, em tủng mủng, em đi theo. Cho nên á, nếu anh làm như vậy thì em rất là vui. Nhưng mà anh không làm thì anh vẫn rất là đàn ông rồi. Anh rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà nếu anh làm thì anh còn tuyệt vời hơn nữa. Hằng nói đúng á, anh tầm vĩ mô, em là vi mô, đúng. Dùng ngôn ngữ anh quá. Rồi iPhone nói đi em. Chút nữa 8 giờ tối mình có live stream á, để trả lời á. Mình chắc mình cũng nói lại cái phần này một xíu. Thật ra đây là nội dung live stream, nhưng mà mình trong live stream các bạn sẽ không không có nhận được nhiều, trong lớp học các bạn nhận được nhiều hơn. Rồi iPhone nói đi em, hay là không nói nữa, các bạn nào muốn nói không, muốn thử sức không? Dạ em chào chị. Thì người đàn ông người ta vô tâm tại vì cái não của người ta làm việc theo cái độ quan trọng, độ serious, cái emergency, nên là người ta không để ý những cái việc nhỏ nhặt bình thường như là phụ nữ. Thì em không biết điều đúng không ạ? Cũng là một ý rất đúng. Còn gì nữa? Tại sao, và khi mình nói thì mình nói như thế nào? Mình đang giải thích ý, nhưng mà khi mình nói thì mình nói như thế nào? Có nghĩa rằng á, là những người đàn ông á, họ thứ nhất là họ đi theo vĩ mô, họ không vi mô, họ họ nhìn cái bức tranh lớn, họ không đi chi tiết. Thứ hai á là họ không phải là giới cái phái của cảm tính cảm xúc như phụ nữ, cho nên họ không đọc được hết được những cảm xúc của phụ nữ, cho nên họ bị miss, họ bị bỏ qua. Những cái anh mà rất quan tâm tới cảm xúc phụ nữ là mấy anh lên bờ xuống ruộng rất là nhiều rồi đó. Có nghĩa là chia tay cũng mấy chục cô rồi đó. Mấy cô cũng dằn vặt, cũng khóc lóc, cũng te tua lắm. Thì sau này mấy anh mới học được như vậy. Còn mấy anh mới lớn á, mà 30-30 á, thì mấy anh không có biết đâu. Không có biết cảm xúc phụ nữ đâu. Tại vì chưa có những bài học đó. Nó vẫn còn non á. Thì phụ nữ tới dằn vặt người ta quá thì người ta cũng tự học ra bài học đó, thì người ta bắt đầu người ta quan tâm. Tuy nhiên á, là mình đâu có cần thay đổi người đàn ông theo cái hướng đau đớn như vậy. Mình hãy để cho người ta sống với cái giống loài của họ đi. Giống loài nghe thì ghê. Với cái phái của họ đi, với đặc điểm của giới tính đi. Đặc điểm giới tính nghe nó hay hơn đúng không? Hay đặc điểm của phái. Họ cho nên á, là đã là đàn ông á, mình nói là luôn thì phải vô tâm, là nó mình dùng đó là không đúng. Đã là đàn ông á thì họ sẽ có những cái điểm mạnh và những cái điểm yếu. Điểm mạnh của họ là họ có bức tranh, nhìn bức tranh lớn ở tầm vĩ mô. Điểm yếu của họ là họ không đi chi tiết. Cho nên cái ngôn từ quan trọng, cái nhóm quan trọng thứ hai là
những cái đặc điểm mạnh hay là những đặc điểm nổi trội, hoặc là những đặc yếu, hoặc là những cái đặc điểm chưa có gọi là nổi trội lắm, chưa có nổi trội lắm, hoặc là hay thay vì mình dùng cái từ yếu, hoặc là những cái đặc điểm mà không phải là thế mạnh của họ. Rồi, tại sao người đàn ông thiếu trách nhiệm? Tại sao phụ nữ luôn nhìn thấy người đàn ông thiếu trách nhiệm? Mà chị nào luôn nói với các bạn là đàn ông là cái người, nếu mà chia ra hai phái, đàn ông nhiều trách nhiệm hơn phụ nữ. Và tại sao các bạn luôn thấy người đàn ông thiếu trách nhiệm? Tại vì á, họ không có làm những công việc nhỏ nhỏ mà bạn đang muốn. Anh ta không muốn, anh ta không có rửa chén, anh ta không có quét nhà, anh ta không có thay bỉm cho con. Hoặc là khi mà miệng con dơ thì anh cũng không biết lấy tờ giấy để lau. Anh ta không có biết là bạn đang mệt, và anh ta không có để ý những cái phần đó, không làm việc mình muốn, tại vì nó đi về tư duy của người đàn ông. Nếu mà người đàn ông đó mà thật, đặc biệt là ở trong trong xã hội, ở trong nền văn hóa của người Việt bị ảnh hưởng rất là sâu sắc, là đàn ông không có làm những cái việc đó, đàn ông nên làm những cái việc lớn thôi. Tại vì nếu mà đàn ông làm việc đó, nó sẽ mất đi cái sự nam tính. Mà đàn ông sống á, là vì cái sự nam tính mà họ sống. Đó là năng lượng của họ. Testosterone là năng lượng của họ. Họ ra cái đặc tính đàn ông á, đó là họ mới sống được. Còn nếu thiếu cái testosterone đó, họ sẽ chết. Chứ không phải là họ sống như con gái, họ sẽ chết. Tại vì á, mỗi cái cây nó sẽ cần một cái năng lượng khác nhau, một cái loại phân khác nhau. Nếu mà mình không bón cái loại phân đó thì cái cây đó nó chết, chứ không phải cái cây đó nó chuyển thành cái cây khác. Người đàn ông không có những cái đặc điểm của phái nam, không có những cái mạnh mẽ đó, người đàn ông đó sẽ chết. Chết dần, chết mòn á. Và người ta sẽ đi bị depressed, và họ mất hết cái niềm tin, tự tin khi họ đi ra ngoài. Mất hết niềm tin khi họ đối diện với mình. Thì mình đâu có muốn một cái con người đàn ông như vậy đâu. Mình đâu có muốn họ như vậy. Rồi đó, đó là là những cái điều mà mình chấp nhận người ta như chính người ta là, bằng cách mình phải thay đổi ngôn từ, bằng tới bằng những cái kiến thức tâm lý mà hồi nãy giờ ngồi dài giải thích. Thấy có hay không? Thấy có về có áp dụng được gì không? Có bạn nào về nói những cái từ tiêu cực nữa là bị đánh đòn. Bạn nào mà về mà chê người đàn ông như vậy đánh đòn, mình phải nói ra của một cái người phụ nữ có học chứ. Có học nó có khác chứ. Còn đi về nói chuyện với những giống như mấy chị kia cứ than vãn chồng như vậy, thì bạn than như vậy với người đàn ông á, chồng bạn trai cũ của em, người yêu cũ của em như vậy là bạn không có điểm, mất điểm rồi, bạn mất điểm với người đàn ông mới rồi. Trong cái đầu của mình á, mình nghĩ rằng là khi mà mình than thở như vậy thì người đàn ông đó sẽ, em cô đơn quá, chồng của em không có hiểu em, chồng cũ của em là người gia trưởng, chồng cũ của em á, chồng của em á là cái người áp đặt, không có quan tâm tới vợ con, không quan tâm tới cảm xúc của em, luôn luôn là đi ra đường á, là rất là lớn tiếng, rất là khoe khoang, chứ không có khiêm tốn. Và mình nói với cái người tình của mình như vậy thì là cô gái này không có sức hút, không có sức hút, được thương ngay thời điểm đó thôi, nhưng mà không có sức hút. Còn một người phụ nữ biết cái nào đúng, cái nào sai, biết trân trọng người nam, biết biết trân trọng phái nam, thì cái người mà đối diện của mình cũng phái nam, cho nên mình họ được, họ cảm nhận được cái sự trân trọng đó. Có anh nào ở trên Facebook khi là trên cái bạn friend list của chị mà không hiểu là chị trân trọng phái nam như thế nào trong các bài viết, và chính điều đó mới thu hút họ. Họ không có bạn với mình, mà bạn của bạn, như là bạn của anh Đào Trung Thành hay bạn của anh Quỳnh đi, mà vô tình mà đọc Facebook mình khi anh Thành anh thát đi, thì là cũng rất là thấy là cái người phụ nữ này trân trọng người nam.
Và cái điều đó là họ rất là thích, là tại vì họ cũng là phái nam. Rồi được chưa? Bây giờ có về than vãn với người tình của mình là về ông chồng của mình nữa không? Thanh Thúy nói đi em. Dạ chị nghe không ạ? Nghe em. Dạ chị cho em hỏi là em có hai cái tình huống là về cách ứng xử khi mà anh nói với mình mấy câu nói như là hiện tại thì em đang ở chung cư á chị, thì anh nói là thôi thôi đầu tháng tư em dọn qua ở với anh đi, tại vì anh thấy em ở tốn nhiều tiền quá. À, em qua đây em ở với anh thì sẽ không có sẽ tiết kiệm được cái số tiền cho em, là cái tình huống thứ nhất. Cái tình huống thứ hai á là anh nói là ngày 30 tháng 4 một năm á là ngày lễ thì anh muốn đi chơi với em á, nên là anh rủ em đi Vũng Tàu, thì em không biết là nên nên ứng xử như thế nào á, và ngày nay cũng hỏi hết. Người nào cũng hỏi là để anh đặt resort nha rồi này kia á chị, thì em chỉ cười thôi, em cười và em nói để em suy nghĩ thôi á chị, thì em nên nói như thế nào để từ chối khéo à, tụi em quen được 3 tháng rưỡi ạ. Có nghĩa là cái việc dọn qua là mình nói như thế nào để mình nói là mình không có dọn qua đúng không? Dạ đúng Thì mình rồi ạ. ảnh nói với em như vậy á, thì em nói là em rất là cảm thấy rất là may mắn, rất là diễm phúc á, khi có một cái người đàn ông mà tới mà quan tâm tới đời sống của em và muốn bảo vệ cho em và lo lắng cho em. Không nhận người ta trước, có nghĩa là lo lắng đây á, là anh cân nhắc cái chuyện tiền bạc và anh thấy rằng là dọn vô với anh đó nó sẽ đỡ tốn tiền hơn. Thực ra cái số tiền đó mà anh tính ra thì em thấy rất là lớn, nếu mà một tháng mà mình để dư như vậy á là em thấy là đúng là thực sự là anh phân tích là em cảm giác là nó số tiền đó nó xây bên không nhỏ. Thì mình không công nhận người ta trước đã, nhưng mà mình nói là em mới biết anh, em cũng chưa biết ba mẹ anh là ai, em cũng chưa biết con của anh là ai, em chưa biết bạn gái của anh là ai, em có biết đâu, rồi em dọn về đó với tư cách là cái gì, là mình đẩy luôn, mình đẩy vô công chuyện luôn. Cho nên là thôi tạm thời em còn lăn tăn quá, mà khi nào em hết lăn tăn đã rồi mình tính sao, hoãn binh. Rồi còn anh rủ đi Vũng Tàu á chị, thì em từ Cũng chối vậy như thế thôi, nào? cũng vậy thôi, nó chưa có ai mà sướng như em hết. Có nghĩa là mới quen thôi là được đi Vũng Tàu nè, anh lo hết từ A tới Z, anh book hết. Có nghĩa là em chỉ xách cái em chỉ mang cái xác em đi thôi, và em biết là đi ra đó thì anh sẽ lo cho em hết. Cái điều đó là cái mong muốn của rất nhiều bạn gái, và em thấy rất là hãnh diện khi mà quen biết anh, tại vì anh là cái người không những nói được mà anh còn làm được nữa, mà em biết anh dư sức làm được. Nhưng mà cũng là quay lại hồi nãy đó, em cũng đâu có biết gia đình anh đâu, em đâu biết mẹ anh là ai đâu, rồi em đi đó rồi em đi với tư cách là gì? Tại vì phải là trong một mối quan hệ nó thân thiết như thế nào thì mình mới mới xuất hiện chung chứ, ví dụ vậy. Em hiểu rồi. Em cảm ơn chị Viên. Rồi, Phạm Thị Yến Nhi nói đi. Dạ, chị Biên cho em hỏi cái cách ứng xử trong trường hợp này là em được mời apply vào một cái công ty khá là lớn, thì ở trong đó có anh chủ tịch, có anh phó tổng giám đốc và anh tổng giám đốc. Thì lúc đó là mọi người đều tranh thủ nói chuyện với em, và mọi người các anh đó đều nói xấu về cái tính xấu của nhau á, giống như là tranh thủ về phe mấy ảnh. Cho nên là mấy ảnh cứ ngồi với em thì sẽ nói hai người kia, chỉ có cái anh chủ tịch là anh không nói thôi, nhưng mà em quan sát thấy cái hành vi, cái hành động của anh á là cũng khá khớp với những cái gì mà người kia nói.
Em á, thì bản thân mình cũng rất là hiểu là nếu như có một cái hành vi đó, hành vi nào đó mà người ta chưa có chuẩn á, thì chắc chắn đằng sau họ họ phải có một cái nỗi đau, một cái sự lo lắng nào đó. Nhưng mà em chưa biết cách dùng ngôn từ như thế nào để ứng xử mỗi khi mà nghe người ta kể chuyện xấu về cái người thứ ba. À, chị Biên có thể giúp cho em xử lý trong những cái tình huống đó được không ạ? Thường á, khi mà họ nói xấu về người thứ ba thì mình ngồi lắng nghe, mình không có công nhận, mình cũng không có gọi là đồng ý, mình không có đồng ý mà mình cũng không có phản bác, mà mình ngồi đó lắng nghe là chính. Mình lắng nghe, dạ anh, dạ em đang nghe, dạ em hiểu cái ý của anh. Em hiểu cái ý của anh chứ không nghĩa là em đồng ý với cái ý của anh. Nhưng mà cái đó không có thường xuyên xảy ra cho nên em cũng đừng quá lo lắng. Cái này á là em thấy là ví dụ như là mỗi lần mà em chuẩn bị làm bài báo cáo thì sẽ có những cái người đó sẽ chủ động là mời em đi ăn trưa hoặc là đi uống cà phê nói chuyện riêng với em, để giống như là họ họ muốn biết trước là cái bài báo cáo đó có ảnh hưởng gì tới họ hay không. Tại em thì với vai trò là một cái người giống như là trung gian cho cái công ty đó thôi chứ không có thuộc một cái ban nào hết á, thì cứ mỗi lần như vậy á, và họ luôn tập trung vào cái chưa đẹp của cái đối phương. Họ cứ kể miết những cái chuyện đó, thậm chí là hôm nay em nghe cái chuyện đó rồi nhưng mà lần sau họ Nhưng mà em phải xác định rằng là người này tới với em với mục đích là gì. Em cho họ cái mục đích đó. Ví dụ họ tới với em á, tại vì em không nói là người ta vẫn còn nói xấu người khác. Người ta nói, người ta tới với em với cái mục tiêu á, là người ta biết là khi em viết về họ có tốt đẹp hay không. À, thì em phải cho họ cái điều đó, tự nhiên họ không có nói xấu ai hết trơn, mà em phải làm trước. Ví dụ như là dạo này thì em quan sát anh đó thì em thấy cho ấy, dạo này anh có một cái sự gọi là một cái bước tiến về bán sản phẩm hay gì đó nó rất là lớn, mà em nghĩ là em không thể nào mà em không không có include trong cái bài của em được. Hoặc là em thấy là tháng gần đây á, mà đặt em viết về một người em luôn có hai cái xấu và tốt, có nghĩa là một khuyết điểm và ưu điểm, và em phải nắm thóp cái người đó trước khi đi ăn là những cái ưu điểm của người này là như vậy. Anh đừng có lo lắng, trong cái bản báo cáo của em á anh chỉ có tốt và đẹp và perfect trở lên thôi, nghĩa là người ta yên tâm lớn rồi, là lúc đó người ta sẽ cua em thôi chứ người ta không có ngồi để tấn công mấy thằng cha kia. Dạ em cảm ơn chị Biên. Nhiều lúc em cứ bị lặp đi lặp lại, em cũng chưa biết là nói như thế Tại vì nào. em chưa nắm bắt tâm lý là người ta muốn cái gì và em cho người ta cái điều đó thì đã. Và khi người ta, tại vì mục tiêu của các anh á là hạ nhục đối phương và tăng mình lên để được cái bài viết tốt thôi. Nhưng mà khi em đã cho cái điều đó trước rồi thì mấy anh im bặt và bây giờ quay qua mục tiêu khác. Tại mục tiêu số 1 đã đạt được. Em đã nói rằng trong bài viết anh đừng lo gì hết trơn á. Anh ở trong đó xuất hiện chỉ là từ good trở lên thôi, chứ nó không có tệ gì hết. Thì người ta ok cái mục tiêu số 1 chắc bây giờ qua cua em này thôi. Em có quan sát được cái mục đích của cái người đó là trong khi họ họ vận hành á, thì họ có cái nhiều cái lợi ích nhóm á, và họ muốn thuyết phục em á, là vào cái nhóm của họ. Thì em cho họ cái hy vọng đó. Em nói là trong tương lai chắc gần lắm luôn á, em sẽ về làm cho anh. Nếu mà có nhiều nhóm gọi thì em cũng về làm cho anh thôi. Thì họ biết là cái tâm tư của em nó đã thuộc về nhóm đó rồi, còn em có làm chưa thì chưa biết. Nhưng mà người ta đã biết rằng là cái sự thuyết phục của ta đã thành công rồi đó. Nếu mà em có cơ hội là em chỉ làm cho họ thôi. Thì lúc đó người ta đâu có lăn tăn nữa. Tức là em cũng khá là bị áp lực bởi vì ba sếp là ba phe chị, cho nên là mình không phải Mỗi đối sếp mình nói phó một với một người, không cái, phải mỗi đối sếp mình nói gì một kiểu.
Thế lúc nào mình cũng nói em sẽ về đầu tư cho anh thôi, chứ em không có đi cái công ty nào hết á, chỉ có anh thôi. Dạ. Thì em dẹp được một quân, okay, ba quân là em dẹp hết cả ba quân luôn. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Cái những cái đó các bạn không có nhìn ra được đâu, có nghĩa là trong cái tư tưởng mình đối phó thôi, có nghĩa là người ta đưa cái này thì mình đối phó như thế nào thôi, nhưng mà đôi lúc đó, cái tư duy của mình phải đi trước một bước, mình không có phải đối phó, mình ở dạng chủ động và mình nắm thóp người ta, chứ không phải mình có vẻ như là người bị động, nhưng mà thật ra mình đã nắm vấn đề rồi. Vậy là em hiểu hiểu cái ý chị vừa nói là mình hãy làm sao đó để cho người ta hiểu là mình đang về phe của họ, để họ khỏi dè chừng, khỏi đề phòng mình Không, mà là tùy cái mục tiêu, dạ. tùy cái mục tiêu của họ tại thời điểm đó, mình xác định là họ đang có sự mong muốn gì, Dạ. chứ không nhất thiết là em phải về phe của họ. Đôi lúc em không cần, họ không cần em về phe của họ, nhưng mà em chỉ họ chỉ cần là em viết bài về họ cho nó nice thôi. Tức là Ok mình không? tạo cho họ cái cảm giác an toàn, không có cái Không, gì. không phải an toàn mà tạo cho họ một cái cảm giác họ đạt được cái mục tiêu họ muốn. Đạt được một trường hợp. Em cảm ơn chị ạ. Cái khi này rất là hay. Em sẽ ghi lại. Em cảm ơn chị. Nó đơn giản, khi mà chị giải thích ra các bạn thấy đơn giản nha, nhưng mà khi mà bạn làm giống như Yến Nhi á, là trình lắm á, là cái người cũng có trình độ lắm á, nhưng mà lại cũng thấy rồi. Hồng Thi nói đi. Dạ chị Biên cho em hỏi là em có nghe chị nói về những cái giai đoạn trong một mối quan hệ thì sẽ có là thành trụ hoại diệt. Vậy ở cái giai đoạn nào, khoảng tầm mấy tháng thì mình nên bắt đầu có những câu hỏi hoặc là những lời nói gợi ý để ảnh có thể đưa ảnh đến cái việc mà nói về cưới xin sâu sắc hơn ạ? Tiến Tháng xa đến sáu, mối quan hệ hơn ạ? tháng thứ sáu tới tháng thứ chín, Phải từ 6 tháng tới 9 tháng đi chị. tháng thứ sáu là chín mùi á, là đỉnh điểm cảm xúc á. Tháng thứ 6. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Tuy nhiên nói về thời gian thì cách tương đối thôi, tùy theo cái tốc độ, cái mật độ các bạn gặp nữa. Nhưng mà lấy sàn chung là tháng thứ sáu đi cho bạn dễ có hình dung. Rồi iPhone nói đi em. Chị ơi em có câu hỏi ạ. Ừ. Em với cả bạn trai thì chuẩn bị kết hôn. Anh Ừ. thì bây giờ vẫn rất là chăm sóc em, rất là để ý rồi, chăm chút từng tí một ấy ạ. Nhưng mà Ừ. chị nói là sau một thời gian trong hôn nhân thì người đàn ông quay trở lại cái trạng thái sống bình thường, thì có thể lúc đấy là vô tâm. Nhưng mà làm thế nào để chồng chia sẻ việc nhà hay việc chăm con, thì mình nói những cái thứ như chị nói rồi, thì mình có nên chia sẻ thêm cái cảm xúc của mình là muốn anh giúp việc nhà hay không. Còn về chồng sắp cưới của em thì anh muốn em là không đi làm mà ở nhà chỉ tập trung chăm sóc nhà cửa con cái, thì chị quan điểm của chị thế nào? Chị có nghĩ là phụ nữ như nên theo như anh nói là ở nhà và chăm sóc con cái không ạ? Cái điều đó là tối kỵ, tại vì bạn không muốn cái hôn nhân bạn đi vào địa ngục á, thì bạn không nên ở nhà. Bạn có phải việc hoặc tham việc gì cũng được, bạn phải có công việc. Là tại vì em ở nhà là em suốt ngày em phân tích chồng em thôi, em cứ lấy cái kính hiển vi em nhìn thôi, mà em mà nhìn cái kính hiển vi thì hôn nhân em nó đi đời rất là nhanh, nó đi tông á. Cái đó là ý số 1. Còn ý ý số 2, ý số 1 á là mình muốn ảnh giúp việc nhà thì mình khen ảnh thôi, mình công nhận ảnh thôi, mình khuyến khích ảnh thôi. Mình nói là mình bình thường á, thì đàn ông sẽ không có cần phải giúp phụ nữ làm việc nhà. Việc nhà em làm được, anh có những công việc lớn rồi, anh là cái người của xã hội, người mọi người được kính trọng. Em, việc của đó là của em,
Nhưng mà mỗi lần mà anh làm em thấy anh rất là đẹp trai luôn á, em thấy anh là quá là phong độ luôn á, mà em rất là vui luôn á, tại vì không phải là việc anh làm cho em mà em cảm nhận cái tình yêu của anh á dành cho em rất là lớn, cho nên anh tới anh đụng vô cái chén thôi em cũng vui nữa rồi, anh không cần rửa. Thì khi mà bạn nói vậy thôi á, thì ông không lẽ ông tới đụng cái chén rồi ông rút tay lại đúng không, ông phải tới ông cũng giả bộ rửa cho hết cái chén đó. Ngày này qua ngày khác bạn cứ khen như thế là chập thành thói quen thôi. Ok rồi, à, Nguyễn Thị Liên hả? Nè, hỏi đi em. Dạ em chào chị ạ. Để em mở cam này. Cảm ơn chị với những chia sẻ từ tối đến giờ. Thì em cũng chưa, tức là cái câu hỏi của em để em hiểu hơn về tâm nam giới để em có cách hành xử đúng á. Tức là em với bạn tên là Tuấn á thì làm chung một cơ quan, thì Tuấn á đến và tức là bạn đó thích em trước và bạn đó ngỏ lời là muốn em làm bạn gái, nhưng mà cái mối quan hệ này chỉ kéo dài được 2 tháng thôi, bởi vì bản thân em cũng không có hiểu về hẹn hò, về kiến thức hẹn hò, và có thể là em đã làm cho cái bạn đó tụt mút rồi, cho nên là chính em cũng đã xác định là mình chỉ có thể tiếp tục là đồng nghiệp, là bạn thôi. Thì đến giờ thì cũng cũng là duy trì là mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp như bình thường thôi, nhưng mà có nhiều lúc ví dụ như là em đăng bài lên TikTok chia sẻ những cái kiến thức á, mình không nghĩ gì hết, chỉ là ví dụ như là ví dụ như sự chia sẻ của chị đi, thì em muốn lan truyền cái kiến thức về hôn nhân hẹn hò để cho bản thân mình cũng như những người khác họ hiểu hơn, họ yêu cuộc sống hơn chẳng hạn thế. Thì bạn đó nhảy vô, bạn đó bạn nói, bạn nhắn những cái câu như là bạn đã thoát ế hay chưa, rồi trong quá trình làm thì bạn cũng đặt những cái câu hỏi hoặc là hay là nhờ vả, nhưng mà em cũng chưa biết là từ chối như thế nào. Ví dụ như là có cái tức là đi học chứng chỉ xong rồi bệnh viện tới ngày là bệnh viện sẽ nhắn nhắn vào email á là các bạn ghé văn phòng khoa để lấy, thì có nhiều người để nhờ sao lại không nhờ, lại nhờ em. Nhưng mà em nghĩ là bạn đó chỉ là chọc quẹo hay giỡn mình thôi, chứ bạn đó cũng có thể là tự lên lấy hoặc nhờ ai đó rồi. Thì em nhờ chị giúp em là em phải sẽ phải nói hoặc là cư xử như thế nào để mà cái mối quan hệ của mình nó vẫn là duy trì mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp chị. Cảm ơn ạ. Thì nếu em lấy được thì em lấy, còn em lấy không được thì em nói là à, em không có tiện đường thôi. Ví dụ em lấy á. Nhưng Nên là mà vì đó tức là mối quan hệ mình đã hết rồi mà bạn cứ ưa chọc mình vậy chị, thì là ý gì đó chị, cứ là làm cho mình tức lên đó. tại sao em lại tức? Ý là tức là chẳng hạn như là có nhiều cái cách nói làm cho mình vui đi, thì sao bạn đó không nói, lại cứ phải nói là em nhắn tin lên kêu em quên em like trên TikTok á, kêu là Bạn ấy yếu kém hay là em yếu kém? bạn ấy yếu kém về vấn đề gì chị, yếu Về vấn kém đề về hành xử đó, làm cho em bực mình đó. em nghĩ là bạn không phải bạn đó yếu kém mà bạn đó thiếu, tức là chưa được học á, em nghĩ là do chưa được học á, nên là bạn Làm sao mình thay đổi được họ? Cho nên mình chấp nhận họ đi. mình chấp nhận họ thì họ cứ như thế mãi thì mình coi là thôi kệ đi Kệ đi, có nghĩa là bên đó lì mình lì hơn. chị. Thật trong đời sống chị cũng vậy mà, có nghĩa là họ họ cứ cứ làm phiền mình á, và mình cũng rất là bình tĩnh, không có tổn thương họ. Anh có muốn làm phiền em 5 năm em vẫn rất là kiên nhẫn với anh luôn á. Thật sự là trong cuộc đời tại thời điểm này nè, có nhiều người họ họ nhây tới cái mức đó đó, nhưng mà ví dụ như chị họ vẫn nhắn tin, họ vẫn chọc ghẹo đi, mà mình cũng nói rồi, ok, mình đã có gia đình rồi, những cái từ đó nó không có phù hợp đi nữa, mình không có nói, nhưng mà rõ ràng là cái thái độ của mình đó là mình đã dứt khoát như thế rồi mà người ta vẫn nhắn. Mà cái chuyện nhắn đó là chuyện của anh, nhưng mà cứ thả tim liên tục đó là chuyện của anh. Nhưng mà em có thả tim cho anh không? Anh con quan sát lại trong vòng 3 tháng vừa rồi, em có thả trái tim nào cho anh không? Em chỉ la thôi và dạ thôi và hi hi thôi, không hề có một trái tim nào hết á. Anh muốn nhây thì anh cứ nhây, anh nhây 5 năm em cũng nhây cho anh 5 năm luôn, em chẳng vấn đề gì, em không thương. Ai thì hơn thì người đó thắng.
Ờ, hiểu đứa ý. nào nhanh đứa nào thắng thôi. Không chị. Kệ đi em, người ta yếu kém mà. Dạ. Rồi, ok em. Thanh muốn hỏi gì em? Dạ chị cho em hỏi là trong cái trường hợp lúc nãy chị bảo là người đàn ông đưa ra chính kiến của mình cảm giác áp đặt á, thì cái câu mà mình nói mà câu mà chị nói là ví dụ như là anh cũng như những người chồng khác đặc điểm của phái nam là sống về lý trí, cho nên giải pháp đi trước rồi hào hứng nôn nóng cho đối phương, giải pháp mà bỏ qua công nhận phụ nữ, quan tâm cảm xúc của phụ nữ, những đặc tính loài thì hoàn toàn hiểu được, là cái đấy là mình nghĩ trong đầu hay là mình nói với anh hả chị? Ông mình nghĩ trong đầu thôi chứ mình nói làm gì. À mình nghĩ trong đầu thôi để cho mình không có cảm giác tức, thì anh cứ nói gì thì mình cứ cười, mình nghe theo thôi đúng không chị? Đúng rồi, tại khi đó mình đã chấp nhận họ rồi. Khi mà mình đã suy nghĩ được như vậy, mình đã chấp nhận được họ rồi, thì lúc đó mình sẽ suy nghĩ làm sao để công nhận cái ông này thôi. À, Ông nhưng mà còn con yêu. trong trường hợp cái cô kia nói chồng mình như vậy thì mình nói gì hả chị? Cô kia nói chồng mình hả? Hay là nói chồng cổ? À cô kia ví dụ như hồi nãy cái trường hợp mà chị đưa ra đó, cô kia nói một cái chồng mình như Chồng vậy đó. cổ thì khi mà cổ tới tư vấn á, thì mình sẽ giải thích cho cổ để điều chỉnh lại cái suy nghĩ của cổ để cổ chấp À nhận chồng của cổ. à tức là mình cũng giải thích như lúc nãy đó chị hả, để cho cô hiểu được thêm. Đúng À rồi, với cô à đó thì mình nói được, tại vì cô đó à là nữ cho nên nói là cố hiểu ra vấn đề. à nhưng mà sao em thấy có những người mà đàn ông họ rất là kiểu điềm tĩnh rồi là này kia, cho nên là em không có giữ được niềm tin là đàn ông nào cũng như vậy đó. Em gặp rất là nhiều người họ điềm Hai tĩnh rồi cái họ nhóm điều chỉnh có hai lý do. Thứ nhất á, là họ bị lên bờ xuống ruộng rất là nhiều, họ tự rọ học ra những bài học đó. Cái nhóm thứ hai là được giáo dục. Thì nhiều khi mình lại nghĩ vì sao chồng mình không được giáo dục như vậy như những người đàn ông khác mà lại kiểu hành hành xử kiểu nóng nổi Mỗi như người vậy trong thì làm cuộc sao đời chị? nó có một số phận, và mình đi tới với người khác mình chấp nhận số phận của họ. Mình tới người khác không phải là vì cái số phận đó nó quá đẹp để mình tới. Mình tới người khác là số phận anh cũng được, hàng A, hàng B, hàng C cũng được. Tới em chỉ yêu thương anh thôi, và anh có nhiệm vụ yêu thương em thôi. Còn số phận của anh nó hỏng hiu, em vẫn hiểu và em vẫn yêu thương. Chứ Tuy mình nhiên không cái nên điều góp đó ý để mình cho họ tốt như những người đàn ông khác đúng không? Mình cứ nghĩ là ôi sao đàn ông khác họ họ được giáo dục như không. vậy, thì anh nếu mà được giáo dục thì cũng tốt như vậy thì sao chị? Cái không, không bao giờ đi giáo dục người đàn ông cả. Và cho dù cái tâm của em rất muốn là ảnh sẽ nhìn tốt trước mặt người khác, hoặc là ảnh ra đường có nhiều người nể nang hơn, nhưng mà em không thể nào làm được cái việc đó. Tại vì khi mà em góp ý, người đàn ông không có ghi nhận cái điều đó, mà cái hình ảnh của người đàn ông trong em nó bị sụp đổ. Đối với anh trai của em cũng không nên luôn. Nói chung là người nào trong cuộc đời cũng không nên. Chỉ có những cái người tương tác với chị, có nghĩa là những người rất chuẩn, rất đỉnh, nhưng mà có những người là về hành xử rất tệ, nhưng mà nói để khuyên anh, để cho anh tốt đẹp hơn trong mắt người khác là không. Và khi mình nói như vậy là hình ảnh của mình, của họ trong người của mình đã bị sụp đổ, tượng đài đó đã bị sụp đổ. Như vậy là nếu họ để có họ như vậy rồi, nếu như cái đó thì sẽ có một cái người khác dạy cho họ bài học đấy hả chị, hay là như Đúng thế nào? rồi, cuộc đời sẽ có người dạy bài học đó, không có cần lo em. Mà nếu mà người ta không học cái bài học đó, người ta vẫn là con người rất là dễ thương, miễn sao người ta thương mình thương người ta là đủ. Mà anh có nhiều lúc anh bảo là có những anh rất là cảm kích những người mà nhiều khi họ góp ý với anh nhưng vẫn ở lại bên anh, thì như em nghe vậy xong không phải hả chị? À không hả chị? Không, cho dù nói như thế, em ghi nhận, em sẽ góp ý cho anh, nhưng mà anh perfect quá rồi, em không biết cái gì để góp ý nữa. Nói chung là anh là tượng đài của em rồi, anh hoàn hảo rồi. Nếu mà em có cái gì em góp ý, em sẽ góp ý liền. Nhưng mà 5 năm trôi qua em cũng góp ý, ảnh tin rằng là anh rất là hoàn hảo rồi. Không, ý của em là anh kể là anh có cô bạn đấy, thì là cô ấy rất là hay, em bảo là hay như thế nào, tức là cô ấy là thấy anh những cái gì không được thì anh cô luôn góp ý cho anh, nhưng mà cô vẫn chơi với anh chứ không có nghỉ chơi với anh. Thì nhiều khi em Cái nghe xong đó em tưởng anh là vai trò bạn bè nó khác, còn vai trò là tình nhân, là người yêu nó sẽ khác. anh cũng từng crush cô đấy rồi chị đó, em cũng không kiểu cũng hơi hoang mang là không biết anh nhiều khi anh lại thích được góp ý xong nhẹ nhàng không chị, hoặc như anh lại thích kiểu được góp ý nhẹ nhàng để anh biết cái sai của anh không hả chị? Nếu là chị không,
chị không thấy anh nào có vấn đề hết, chị anh nào với chị cũng là rất là hoàn hảo, rất là hoàn hảo, không có vấn đề. Không, chị từng Cái có gì đó nhưng mà không được chị đó thích, chứ không phải là anh hết thích chị đó. Chị à, có cái chị bình luận. Tức là không ai có vấn đề. chính cái điều Tự đó nhiên mới làm cho người người đàn ông của mình thương mình chứ. Em có tin chị thì em làm theo, còn em không tin thì thôi, nhưng mà chị là thế. Ok, chị không có góp ý, chị không góp ý, cho dù chị biết rằng chị cần nói một câu thôi là người đàn ông suy nghĩ lại và người ta sẽ ngưng ngay cái những cái hành động đó, họ sẽ ngưng ngay khi chị nói, tại vì họ khi mà chị đã nhận định đó là không thể nào sai được. Nhưng mà chị chưa từng nói với anh nào hết là anh cần thay đổi hết. Chị chưa từng nói một câu với bất cứ người đàn ông nào. Ngay cả mẹ chị cũng không nói, ngay cả anh ruột chị còn chưa nói mà. Ngay đứa cháu của chị còn chưa nói mà. Cháu ruột đó, cháu gái ruột á. Tại vì trong mắt của mình á, mình tới với cuộc đời của nó là mình chỉ có cái nhiệm vụ yêu thương nó thôi. Không có tới nhiệm vụ dạy dỗ. Dạy dỗ để cho thầy giáo, để cho chồng nó, cho người khác dạy chứ không phải mình. Ok chị ơi, khi chồng nói cho anh thời gian. Mấy anh kỳ này chết với phụ nữ trong lớp à, nói nhỏ trong lớp này thôi chứ anh nào mà tương tác với chị Viên cũng lên bờ xuống ruộng. Lên bờ xuống ruộng, lên bờ xuống ruộng mà không phải thời gian ngắn mà thời gian dài luôn á, tương tư luôn á, tương tư mà tội nghiệp luôn á. Tương tư nói anh nói điều này không có đúng, nó không có phù hợp, nhưng mà anh nhớ em quá. Nói vậy luôn á, nghe thấy thương lắm. Nói là anh nói, anh biết là anh nói gì nó sai rồi nhưng mà anh nhớ em quá rồi sao. Mà gặp 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 ở trên bàn, gặp có nói có hẹn hò gì riêng đâu, gặp là gặp chung nguyên cái bàn mười mấy người đó. Ok Chị trời. Viên ơi, dạ chị ơi, khi mà mình thấy mình có cái xu hướng là mình thấy lỗi của người khác hơi nhiều á chị, thì mình phải thay đổi cái góc nhìn của mình hay là cái tâm thái của mình đúng không chị? Thay đổi góc nhìn chưa? Khi mà thay đổi nhận thức á, thì tâm thái nó mới đổi được. Dạ, em cảm ơn chị. Hùng Phương nói đi em. Vâng, chị ơi, em đang trong giai đoạn hẹn hò ấy, thì anh cũng thể hiện mà chia sẻ là muốn em dành sự quan tâm nhiều hơn cho anh ấy. Thường thì anh ấy hay nhắn tin buổi sáng, xong rồi buổi tối nhắn tin, còn đâu trong ngày thì em, thực ra thì em cũng muốn quan tâm, nhưng mà em lại cứ nghĩ là nếu mình dành nhiều sự quan tâm quá thì có thể là mình hơi kiểu như là chạy theo, hay mình bị kiểu mất giá trị hơn đâu. Thế thì nếu mà anh ấy muốn cái sự quan tâm hơn ở nhiều hơn ở em, thì em nên 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 có những cái hành động nào để mình không bị kiểu như là chạy theo, không bị người ta cảm thấy là mình bị. Mình quan tâm khi họ quan tâm mình, có nghĩa là bình thường á họ không nhắn cho mình á thì mình không có nhắn, nhưng mà khi họ mà đang ở trên phone á và họ nhắn mình á thì mình sẽ rất là nhiệt tình để nhắn lại, hoặc là khi đi chơi á họ họ hẹn hò với mình á thì mình rất là quan tâm, mình nhìn anh ta, mình chứa đựng anh ta trong mắt, mình hỏi han quan tâm tới cảm xúc. Nhưng mà khi về á mà anh ta không initiate thì mình không có initiate, mà khi anh ta initiate cái là mình bung theo luôn, mình chỉ bung nổ như pháo hoa cái giây phút đó thôi. Nhưng mà tự nhiên về nhà rồi mình những giây phút mà anh ta không có bung á thì mình cũng không bung, có nghĩa là mình Không chủ động, không nên chủ động đúng tương kế tự kế, có nghĩa là khi mà bên kia bắt đầu mình có cơ hội mình tiếp xúc, mình có cơ hội nói chuyện trên phone, khi anh ta nhắn mình một cái là đó là thời gian tốt nhất để mình thể hiện. vâng, nhưng em thì em thấy là
Em cũng băn khoăn đấy, bởi vì thực ra nếu mà như thế thì kiểu mình có thể hiện là mình hơi kiểu lạnh lùng không chị? Không, không có bao giờ lạnh lùng hết á. Tại Dạ. vì em bị công việc của em nhiều quá cho nên em không nhắn Đúng rồi thôi. ạ. Đúng Ừ, chứ còn mà khi mà người ta nhắn thì mình phải có cái sự niềm nở đó, cái sự hân đón nhận. hoan đó. Đón Đón nhận nhận đúng chị? đó. Nó hơi bình thường một cái. Nhưng mà anh thấy nó quái lạ, sao mà đi chơi với cổ thì lại thấy rất là được yêu mến, nhưng mà về rồi cổ làm gì ta? Đó, cái kiểu vậy đó. Vâng. Chị ơi Ừ. em hỏi Quan trọng thêm nếu là mà vâng, anh ý nếu mà cái em cảm nhận được khi anh nói về vợ cũ của anh ý ấy, thì nó vẫn có một chút tình cảm ấy, thì cái cảm nhận đấy của em liệu nó có đúng không, hay là do mình đang kiểu như là ghen anh có tình với cảm cả chứ, anh có tình cảm với vợ cũ chứ, anh có tình cảm đấy là với bình vợ thường cũ, đúng không chị? chuyện đó bình thường. Đúng rồi, bây giờ biết xài cái từ bình thường. Mọi mọi thứ trong cuộc đời nó đều bình thường, ok. À, mình có thấu hiểu được hay không, mình có chấp nhận nó hay không, chứ còn mọi thứ bình thường mà. Ngay cái việc mà loạn luân đi nữa thì nó cũng là bình thường mà, chứ đâu phải là cái gì đó mà mình không có hiểu được đâu. Vâng. Em Thấy cảm nhiều người đây quá hả. ơn chị. Hôm nay mình đưa con mình đi học đó nha. Tranh thủ đi. Ở lớp hôm mình không có đi vô Hồ Nội Tâm nhiều hôm nay, nhưng mà các bạn cần đừng lo, tại vì mình nói 7 ngày không hết thì khóa 3 mình vô mình học tiếp. Các bạn học như là đang học ở trong lớp coach vậy đó, có nghĩa là cái có sự tương tác. Chị Thấy Biên ơi, ừ, nói đi em. dạ em muốn hỏi chị là nếu mà trong trường hợp mà với nhân viên của mình chẳng hạn á, mà khi mà những nhân viên làm không đúng, làm sai nè, hay là cãi mình chẳng hạn, thì lúc đó mình nên xử lý như nào vậy ha, để cho nó Em phải công nhận họ trước. Cho dù cái cãi đó đi nữa thì em phải cho rằng những cái cãi của họ rất là hợp lý, nó rất là phù hợp và em hoàn toàn có thể thấu hiểu được, và em phải công nhận được nha, phải công nhận được thì người ta mới hết cãi. Và hãy tuyên hô, hãy hãy tuyên dương họ, hãy khen ngợi họ với những cái ý tưởng đó, với cái sự là khẳng khái, với cái tinh thần là đóng góp và xây dựng cho đội nhóm, và không ngại để mà nói lên những cái chính kiến của mình. Đó là cái nhóm từ mà em thường hay xài, là em khác với những người nhân viên khác, là khi em thấy có một cái gì đó mà nó có tổn hại tới những cái lợi ích của công ty hoặc là của đội nhóm thì em luôn đứng lên. Đó là một sự dũng cảm, và chị rất cảm ơn em vì cái điều này, rất biết ơn em, tại vì nếu mà em không nói thì đôi lúc chị vẫn đã biết rồi, nhưng mà em làm cho chị, em nhấn mạnh thêm và em làm cho chị tập trung quan tâm thêm cái điều này, để mà giải quyết vấn đề này nó tốt hơn. Thì em phải có những cái bước đó trước khi em nói lên cái chính kiến của em. Người nước ngoài họ cũng như vậy mà, sếp ở nước ngoài đều như vậy hết. Sao em? Dạ. Tức là mình công nhận họ trước, mình khen họ trước, xong sau đó mình mới nói Cái ra đó là việc đó là những sai cái của công nhận chung, những cái công nhận riêng về cái vấn đề bạn nói. Ví dụ như bạn nói là em thấy là cái tổ bên kia không có làm gì hết trơn á, mà chỉ có bên mình làm thôi, nó không công bằng chị. Thì em nói là em hoàn toàn có thể hiểu được góc nhìn của em, tại vì theo những cái quan sát ở trên hình tướng á, thì thật sự nó như vậy. Nhưng mà để chị tìm hiểu thêm, nhưng mà em nói hoàn toàn đúng. Cái từ mà nhìn hình tướng á, cái câu đó rất là hay, cái từ hình tướng nó rất là mắc tiền luôn á, để cho bạn 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 mà dùng trong ngôn từ á, có nghĩa nhìn hình tướng bên ngoài, nhìn cái sự biểu hiện á, hình tướng là biểu hiện là một, nhìn những cái biểu hiện bên ngoài á thì không có ai mà có thể nghĩ khác đi được.
Và em nghĩ như vậy là hoàn toàn chính xác, và nếu mà chị thì chị cũng nghĩ như vậy mà thôi. Nhìn hình tướng thì giống như vậy, nhưng mà không biết là nội tình còn cái gì nữa không, thì để chị tìm hiểu thêm. Em nói chuyện với bạn trai cũng vậy, hay là chồng mình cũng vậy. Ảnh nói về một cái gì đó, nói về mẹ của em á, là như vậy như vậy như vậy, không có nên tương tác với mấy cái bà đó, cái gì mà cứ ăn rồi mà cứ đi gây sự. Thì em nói rằng á, anh với những cái biểu hiện, với những cái hình tướng bên ngoài thì nhìn giống như vậy, nhưng mà để em nói chuyện thêm với mẹ để coi sao. Thì đó là cái sự công nhận của mình. Hình tướng và biểu hiện là đó là những cái thứ nó bên ngoài mà người ta thấy bề nổi thôi, hoặc là em có thể nói là đây là bề nổi của vấn đề thôi. Ok em, được chưa, cần thêm gì nữa không? Mình nói thêm 10 phút nữa, tại chút nữa vô livestream nói tiếp. Dạ, dạ em hiểu ý của chị rồi ạ. À, em sẽ công nhận các bạn hơn và khen các bạn á, rồi mới nói lên cái ý kiến của mình. Có một cái trường hợp là khi mà bạn nhân viên, khi mà mình khuyên nhiều rồi đó mà lại không có thay đổi ấy chị, nó ảnh hưởng đến cái kết quả của cả đội luôn. Thì em không biết là làm như thế nào để có thể bạn hiểu được cái tác động của bạn đến cả nhóm như vậy á, và trong mà các bạn khác trong nhóm thì lại không nói trực tiếp với bạn đã được, lại quay lại complain với em, thì lại chỉ cần bạn khác mong đợi thì em sẽ tự gấp cái Em lỗi đã đó. hiểu rằng vấn đề này là vấn đề của tất cả các công ty chứ không phải của riêng của hồng nhóm của em. Trong một công ty á, nó luôn có những cái người xuất sắc và những cái người yếu, và mình chấp nhận cái người yếu kém đó là một phần của đời sống. Em không có cần thay đổi bạn này, bạn này vẫn có quyền ảnh hưởng xấu lên đội nhóm, có nghĩa là ở mức chừng mình có thể kiểm soát được, và mình chấp nhận là bạn ấy phải làm chậm, bạn ấy luôn có một số lần trễ deadline, và đâu đó em phải chấp nhận một cái gọi là một cái khoảng nó như vậy. Em phải chấp nhận có một một vài nhân viên như vậy, chứ không phải ai em cũng muốn là họ đều là tốt đẹp perfect hết. Với cái tâm thái mà em muốn mọi người giống nhau á, là em không phải là một người sếp biết nhìn người, cho nên đâu đó em vẫn theo đội nhóm là em vẫn cần phải góp ý với bạn này, nhưng mà đâu đó em bạn góp ý nhưng mà nếu bạn thay đổi được tốt, bạn không thay đổi mình vẫn chấp nhận bạn ấy. Công ty nào cũng có mà, chỗ nào làm cũng có mà, chị đi làm mấy chục năm rồi nó luôn có những cái cá nhân như vậy, nhưng mà nó có những người xuất sắc và nó có những người kém như vậy, nhưng mà mình hoàn toàn có thể làm việc với nhau, không có vấn đề gì. Ảnh hưởng tới đội nhóm nó không bao giờ ảnh hưởng tới mức mà nó quá khủng khiếp đâu, tại vì quá khủng khiếp là bị đuổi việc rồi, còn nó ảnh hưởng rất là sơ, nó rất là nhẹ nhàng thôi. Deadline nó vẫn là deadline, công ty nó vẫn là công ty, những cái lợi nhuận nó vẫn là lợi nhuận, nó đâu đó nó ảnh hưởng tới relationship thôi, chứ nó thật sự nó không ảnh hưởng tới công việc đó của nguyên cái công ty đâu. Ok thôi chị trả lời ngắn thôi, chị cũng không có nói dài được. À, sao chị thấy Toàn lưu tên giống trai quá vậy? Cái nick Toàn lưu nói đi em. Dạ em chào chị ạ, chị có nghe được em không Nghe em. ạ? Em muốn hỏi cái vấn đề về tình cảm ạ. Em là single mom, em cũng quen một anh là single dad thì được bây giờ là được gần 6 tháng, nhưng mà em mới chấp nhận là người yêu của anh ấy được 1 tháng. Thế nhưng mà anh hai người cũng kể hết về quá khứ của nhau rồi, nhưng mà đến bây giờ thì anh nói là trước đây hai vợ chồng anh ly hôn bởi vì vợ muốn cả gia đình sang bên Đức định cư ấy, thì anh không đồng ý, thế là dẫn đến ly hôn. Thế bọn em bây giờ cũng gặp nhau rồi thì anh có nói là tính đến chuyện tương lai ấy. Nhưng mà gần đây thì anh nói với em là vợ anh về rồi, thì thế là gia đình bên đấy muốn hai người về con và quay lại ấy chị ạ. Thì em bảo là
Thế thì anh cứ quay lại đi, em rất vui. Thì em Ở muốn đấy hỏi chị là em hành xử thì như anh ấy là chính, nhưng mà anh lại có thế. Em hành xử như thế thì có được không? Hay là có tiếc mối quan hệ này không? Tại vì em rất là thương con của anh ấy. Em thấy nếu mà thì nó sẽ hạnh phúc nhất khi mà có cả bố lẫn mẹ ấy chị. có vẻ như là anh sẽ quay lại với vợ đó, cho nên là em cũng từ từ em rút lui là vừa. Em rút rồi ạ. Ok, vậy tốt. Rồi, chị trả lời thêm một bạn nữa. Em cảm ơn chị. Đây là Nói em đi. em. Dạ, em cảm ơn chị. Rất là em quen anh này vào một năm trước, và anh ấy có đến thành phố của em được 2 lần. Thì Chắc thấy chắc chắc cho chị ngắt lời em được không? Tại vì chị em còn có 2 phút nữa thôi. Câu chuyện của em chị nghĩ nó không ngắn, hẹn bữa khác đi. em dạ vâng ạ. Bạn nào hỏi về hành xử, hỏi về liên quan tới bài học á, còn chút nữa vô livestream hỏi đi, vô chút nữa Hiền đăng cái Zoom vô cái nhóm mấy chị học này nè, để các chị vô livestream hỏi, trong livestream hỏi được á. 8 Dạ. giờ chị bắt đầu với 10 giờ có 2 tiếng lận. Thì Dạ. bạn nào có câu hỏi về tình cảm ấy, đi vô đó hỏi. Dạ, em cảm ơn Chị chị. cũng cần người hỏi, tại vì hôm nay chị cũng không chia sẻ gì nhiều á, cho nên chị cũng cần cái ca để Em hỏi. cảm ơn chị Biên. Dạ. Rồi, Chị câu ơi, cuối cùng. chị cho em xác nhận cái này nhanh nó được không chị? Hả? Chị Em ơi. nói đi. Dạ, giống như chị nói là ví dụ như mình có một người mình đưa ra một cái tình huống như vậy, xong họ chưa gì họ đã góp ý kêu là mình sai đầu này kia rồi, mình phải làm như thế này mới đúng. Thì trong trường hợp đấy là mình cứ bảo là dạ anh rất là vui, em rất là vui vì là anh góp ý cho em rồi, em sẽ nhìn nhận lại vấn đề này. Mình chỉ nói vậy thôi, rồi mình làm như họ hay không là việc của mình đúng không chị, là như thế nào? Ví dụ mình nói xong họ đã dưa gì, họ nói mình sai, họ áp đặt ý kiến của họ lên cho mình á, thì mình chỉ nói là em phải nhìn nhận lại cái góp ý của anh rồi, mình làm gì để kệ mình hả chị, hay là thế nào ạ? Rồi, cái xử lý vấn đề là của mình chứ, nhưng mà trong cái lúc mà tương tác là mình phải công nhận họ đó. Nó có cái Tức là mẫu câu mà chị gửi vô à nhóm đó, dạ, tức là mình cứ xài cái đấy xong còn mình làm gì thì việc của mình. đúng rồi. Anh cảm ơn. Rồi Hân Phạm nói đi em. Chị biết là em vừa cái người vừa nói, nhưng mà chị bảo vào livestream mà em chưa hạ tay xuống. Ok thôi được rồi, thôi mình nghỉ nha, chị phải đi rồi. Bye bye mọi người đi. Em thấy chị đi ấy. Có Dạ ai chị chút đi. nữa vô vô live không? Dạ có, Dạ em em. có chị đi Dạ nè. em Cảm cũng ơn là chị đẹp Biên. lại. Em chào chị Cảm ơn chị, bye bye Biên. Cảm mọi ơn người. Chào chị chị Biên. Biên ạ. Chào chị Biên, em cảm ơn chị. Ok Em cảm ơn em. chị nhiều ạ. Em chào chị Bye Biên, em cảm ơn chị. bye. Chị